hắn khoảng cách bên này gần rất nhiều, Giang giật hẳn là không chết. Ngụy Thiên Vương thần thức liếc nhìn mấy lần, nghĩ nghĩ khẳng định mở miệng nói, giống như Giang giật chết hoặc là bị bắt, đao ra người đã sớm rút lui, cũng sẽ không lưu lại trinh sát không công chịu chết. Mà lại, lão nhị người cảm ứng xuống linh khí bốn phía, kể bên này linh khí rất nồng nặc, điều này nói rõ truyền tống trận vừa mới khởi động qua, đao ra người là tại chúng ta tới trước đó đào tẩu. Đúng, Vân Thiên Vương đôi mắt sáng lên, giống như đao ra người đắc thủ, vậy khẳng định sớm rút lui, sẽ không chờ đến bọn hắn tới sau mới vội vàng rời đi. Chỉ là Giang giật không chết, hắn giờ phút này lại tại phương nào. Hưu, hai người tại Long đàm bí cảnh bên trong dạo qua một vòng, thần thức bốn phía liếc nhìn, xác định không có bất kỳ phát hiện nào sau bắn ra. Vân Thiên Vương đưa tin cho cửu dương quân còn lại các vị Thiên Vương, đem bên này tình huống truyền cho bọn hắn, để bọn hắn tổng hợp các loại tình huống phân tích một chút, phán đoán Giang giật hạ lạc. Đưa tin xong, hai người bằng nhanh nhất tốc độ tại bốn phía phi hành lục soát nhìn xem có thể hay không tìm tới đao ra người, tìm tới một tia dấu vết để lại. Ông, một nén nhang về sau, Vân Thiên Vương Ngọc Phù phát sáng lên, hắn nhìn lướt qua con người sáng lên quát khẽ nói, đại ca, lão cửu suy đoán giang giật có thể đi độc ma tử địa, đao nộ cùng đao lãnh hẳn là đang đuổi giết hắn. Đi, lão cửu là 36 vị thiên vương bên trong ngưu lược người mạnh nhất, từ trước là cửu dương quân quân sư, ngụy Thiên Vương đối với hắn suy đoán không có nửa điểm hoài nghi, tốc độ đạt tới cực hạn bắn thẳng đến độc ma tử địa mà đi. Giang giật, đứng vững, độc ma tử địa hai người đều trước kia đều đi qua, đối với phụ cận địa hình cũng hết sức quen thuộc. Dùng tốc độ của hai người qua bên kia ít nhất cần gần nửa canh giờ, đao nộ cùng đao lãnh liên thủ truy sát, Giang giật có thể đứng vững gần nửa canh giờ sao? Hai người không biết, chỉ có thể nhìn thiên ý, chương 1711, sợ ném chuột vỡ bình. Đây chính là độc ma tử địa, Giang giật đứng tại cán thi trên bờ vai thần thức khóa chặt phía trước một nhóm tối mờ mịt bí cảnh, hô hấp đều có chút có chút cấp bách. Thần trí của hắn tại độc ma tử địa phụ cận đảo qua, bản năng có loại không rét mà run cảm giác. Độc ma tử địa bốn phía bị một loại màu vàng sậm khí vụ bao phủ, loại này khí vụ giang giật thần thức đảo qua đều vô cùng không thoải mái, mà lại không cách nào xâm nhập. Sâu trong linh hồn hội dâng lên một loại trí mạng báo động, không cần phải nói cái này độc vụ kinh khủng dị thương, đoán chừng hắn khẽ dựa gần không chỉ có nhục thân muốn chúng độc, linh hồn đều muốn chúng độc. cái này độc phụ vẫn là trôi nổi, một đoàn một đoàn tại độc ma tử địa bốn chu du đi, tốc độ nhanh vô cùng, cảm giác giống như là từng cái như u linh. không chỉ như thế, độc ma tử địa bốn phía đều là không gian vòng xoáy, thật to nho nhỏ đếm không hết. loại địa phương này nếu như là không có tình huống đặc biệt, đừng nói là giang giật, sợ là đau lãnh cũng không dám tới gần a. có vào hay không đi, giang giật có chút do dự giống như hắn không có cầm xuống đao nhậm có lẽ không có nửa điểm do dự trong tay hắn có một lá bài tẩy có chút không muốn đi liều mệnh vào cuối cùng hắn cắn răng chậm rãi khống chế cán thi hướng bên trong trước mới bay đi hắn cũng không biết rõ bắt lấy người này là đao nhậm lần trước đao nhậm mặc dù cùng đao lãnh cản lại kha lộng ảnh nhưng hắn một mực tại kha lộng ảnh không gian thần khí bên trong sở dĩ cũng không nhận ra đao nhậm càng không biết thân phận của hắn hắn không dám đánh cược Vạn Nhất đau nổ cùng đau lãnh hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của người này liền phiền toái. Hắn không dám đứng tại cán thi trên vai, những cái kia không gian vòng xoáy hấp lực quá lớn, Vạn Nhất bị hút đi vào tựu mã Lạc Qua Bích. Cán thi tay tìm tòi đem hắn chộp trong tay, hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét, loại này vòng xoáy có thể ngàn vạn không thể xuất hiện vấn đề, một khi bị hút vào đi vào tựu vĩnh viễn không ra được. Không gian vòng xoáy kinh khủng là thiên giới tất cả mọi người chung nhận thức coi như nhỏ nhất không gian vòng xoáy, không đạt tới phong đế cấp trở ra tuyệt đối ra không được, rất nhiều người không cẩn thận rớt vào, không còn xuất hiện, đều không ngoại lệ. Giang giật tinh tế dò xét phụ cận vòng xoáy, trong đầu mô phỏng làm ra một bộ địa đồ, sau đó chọn lựa thích hợp nhất lộ tuyến. Hưu, hắn khống chế cắn thì đột nhiên ra tốc, lần trước hắn cùng tiểu ưng vương đi thần dương bí cảnh, cái kia bí cảnh ngoài có rất nhiều không gian vòng xoáy. Tiểu ưng vương nói cho hắn biết qua loại này vòng xoáy, tốc độ càng chậm càng dễ dàng xảy ra chuyện, muốn cắn chặt răng bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Hắn nhắm ngay hai cái vòng xoáy ở giữa một con đường, cắn thi trên thân sáng lên đạo đạo hắc quang, tốc độ đạt đến cực hạn đột nhiên đâm qua. Hô hô, cắn thi tốc độ quá nhanh, chỉ là hai cái chớp mắt tự vượt ngang hai cái không gian vòng xoáy, giang giật như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Có thể qua hai cái không gian vòng xoáy, liền có thể qua 10 cái, 100 cái, hắn xông vào vòng xoáy quần chỗ sâu, đến độc ma tử địa phụ cận, liền có thể kéo dài đầy đủ thời gian dài. Vù vù, hắn dừng một chút, tiếp tục khống chế cán thi hướng phía trước mới bay đi, hắn thần thức một mực tại dò xét, tìm kiếm hai cái vòng xoáy ngân cách gần nhất lộ tuyến, tận lực rời đi vòng xoáy xa một chút, dạng này hội an toàn hơn. Cán thi nhục thân đầy đủ cường đại, tốc độ đầy đủ nhanh, kinh khủng hấp lực cũng không thể để nó tốc độ yếu bớt quá nhiều. Cứ như vậy Giang giật hữu kinh vô hiểm tiến lên, rất nhanh phóng đi dung nham tử địa phụ cận cán thi bỗng nhiên ở giữa không trung giang giật không dám đi về phía trước bởi vì phía trước vòng xoáy nhiều lắm hai hai ở giữa khoảng cách quá gần quá gần không có vòng xoáy địa phương lại đều có độc vụ phất phới giang giật dò xét nửa nén hương thời gian mới tìm được một đầu tương đối mà nói xem như an toàn lộ tuyến hắn chuẩn bị tiếp tục mạo hiểm tiến lên lượn quanh đi dung nham tử địa đằng sau dạng này đao lãnh cùng đao nộ muốn đuổi giết hắn liền muốn tốn hao nhiều thời gian hơn Hưu, đúng lúc này đằng sau truyền đến hai đạo bén nhọn tiếng xé gió, tiếp lấy hai đạo cường đại thần thức khóa chặt hắn, giang giật biến sắc, đao nộ cùng đao lãnh so với hắn trong tưởng tượng muốn tới nhanh. Giang giật, một đạo băng hàn thấu xương, sát khí nghiêm nghị bạo tiếng giống vang vọng khắp nơi. Đao nộ tức sùi bọt mép, cuồng bạo mà đến, thật xa tựu trầm hống, giang giật, hôm nay không giết ngươi, bản đế thể không làm người. Ha 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 ha, giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên, khống chế cán thi hướng làm bên trái nhanh chóng lượn quanh đi, Thanh âm thiên lực quán chú đùa cợt trả lời, ngươi chính là Đao Nộ a khoác lác đừng nói sớm như vậy. Nếu không ngươi như giết không được ta kia thêm xấu hổ a hưu. Đao Nộ cùng Đao lãnh không nói chuyện, hai người hóa thành lưu quang hướng hai cái không gian vòng xoáy ở giữa bay đi. Hai người căn bản không có một tia dừng lại, trực tiếp xuyên qua hai cái không gian vòng xoáy tốc độ không giảm thân thể chuyển hướng lại hướng mặt khác hai cái vòng xoáy ở giữa đâm xuyên mà đi. Hai người chiến lực cường đại kinh nghiệm chiến đấu phong phú loại địa hình này mặc dù kinh khủng, nhưng hai người không biết đi xuyên qua bao nhiêu lần, phi thường có kinh nghiệm. Ừ, Giang giật thần thức hướng nơi xa quét qua, phát hiện hai người đi lộ tuyến cùng hắn giống nhau như đúc. Hai người thần thức tùy ý quét qua liền có thể tìm tới chuẩn xác nhất lộ tuyến, thân thể không có dừng lại một khắc, so cán thi nhanh gấp 2-3 lần, cấp tốc bắt đầu rút ngắn khoảng cách của song phương. Giang giật tiến vào vòng xoáy quần chỗ sâu, giờ phút này khoảng cách song phương hẳn là có chừng trăm dặm, nhưng chỉ là mấy cái chớp mắt, lại rút ngắn đến 70 dặm, có thể thấy được đao lãnh cùng đao nổ tốc độ nhanh chóng. Nương, Giang giật âm thầm kêu khổ, hắn coi là hai người hồi cố kỳ phụ cận địa hình, tốc độ trở nên chậm, dạng này hắn có thể tại phụ cận vòng quanh, kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng hai người như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ, căn bản không có nửa điểm kiêng kỵ. Hai người tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách, Giang giật chỉ có khống chế cán thì tiếp tục nhanh chóng tiềm hành, vây quanh độc ma tử địa đi vòng qua, tranh thủ đem thời gian kéo dài đến lâu hơn một chút. 60 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Khoảng cách không ngừng bị rút ngắn, Giang Giật đều có thể xa xa cảm ứng hai người sát khí ngất trời. Mà lại tiếp tục hướng phía trước mới bay đi hơn 10 dặm về sau, Giang Giật phát hiện không có đường. Phía trước có 8 cái cự đại không gian vòng xoáy, liền tại cùng một chỗ, khoảng cách vô cùng gần, Giang Giật không hề có một chút niềm tin, vạn nhất theo hai cái vòng xoáy ở giữa đâm qua lúc, cán thi chịu không được hấp lực, vậy liền nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, đao nộ cùng đao lãnh quá gần, tại hắn đâm xuyên vòng xoáy thời điểm, vạn nhất hai người phóng thích cường đại công kích, đẩy hắn một cái, hắn tuyệt đối sẽ bị vòng xoáy hút đi vào. Bị vòng xoáy hút đi vào có thể hay không chết giang giật không biết, nhưng ít ra. Đời này không ra được, đó cùng chết có gì khác biệt. Liều mạng, giang giật trầm ngâm thời gian ba cái hô hấp, hắn không thể ngồi mà chờ chết, chỉ có thể đụng một cái. Hắn chọn chúng khoảng cách coi như xa nhất hai cái vòng xoáy ở giữa, khống chế cắn thì bắn nhanh mà đi, Đồng thời trong tay hắn giới chỉ lóe lên Một cỗ cháy khét rồi thân thể ra phía ngoài Để cán thì một cái tay khác đem thân thể kia nắm trong tay Hắn mục đích làm như vậy không cần nói Cũng biết hắn tại nói cho đao nộ cùng đao lãnh Bọn hắn nếu loạn tới Nhà bọn hắn công tử sẽ cùng hắn Cùng một chỗ bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình Nhâm nhi Đao lãnh thần thức đảo qua hai lần Nhịn không được kinh hô lên Lần thứ nhất hắn còn không có nhìn ra là đao nhập Đều đốt thành dạng này sợ là hắn mẹ ruột đều nhận không ra a. À. Đao nộ ngược lại là thần thức quét qua qua tự nhận ra được, dù sao cũng là con của mình quá quen thuộc. Hắn con ngươi trở nên đỏ như máu, thân thể rung động, mấy lần đều muốn động thủ, cuối cùng đều nhịn xuống. Đao lãnh đồng dạng không có xuất thủ đem giang giật nện vào không gian vòng xoáy bên trong, một là sợ đao nhậm đi theo rơi vào, hai là giang giật tiến vào không gian vòng xoáy. Bọn hắn còn thế nào cầm tới thanh kiếm kia thanh đế thế nhưng là chỉ rõ muốn giang giật kiếm a. À chương 1712, lòng tốt làm chuyện xấu. Nhâm nhi chẳng lẽ là đao nhậm, nghe được đao lãnh, giang giật nội tâm khẽ động, nếu như là phổ thông công tử đao lãnh làm sao lại để ý bất quá ngẫm lại có thể làm cho hai cái phong vương cấp cường giả bảo hộ, đây tuyệt đối là trực hệ công tử, người này rất có thể liền là đao nhậm. Tốt, tại cán thi thành công bay qua hai cái vòng xoáy ở giữa lúc, giang giật ngươi nội tâm đại hỉ, mặc dù cán thi tại vừa rồi tốc độ trở nên chậm ít nhất một nửa trở lên, nhưng ít nhất hắn bình an vượt qua, đao lãnh cùng đao nộ không có công kích càng thêm chứng minh bị hắn cầm xuống công tử rất có thể liền là đao nhậm đao ra trước mắt đệ nhất công tử cái này đao nhậm rất có thể là đao nộ hoặc là đao lãnh nhi tử giang giật nội tâm càng thêm an tâm cầm một người như vậy chất hắn sống sót đi xuống tỷ lệ đem vô hạn tăng lên hắn thần thức hướng phía trước quét tới tuyển định một con đường nhanh chóng lao nhanh đúng rồi bôn tàu một hồi trong đầu của hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên vừa rồi con đường kia như thế nguy hiểm hắn sợ đao nộ cùng đao lãnh công kích. Vậy hắn vì sao không thừa dịp đao lãnh đao nộ xuyên qua lúc công kích giống như có thể đem hai người đều cho nện vào không gian vòng xoáy bên trong, tình thế nguy hiểm lập phá. Hắn thần thức hướng về sau mặt quét tới, phát hiện đao nộ cùng đao lãnh đã đuổi đi theo, hai người liền muốn đâm xuyên kia hai cái không gian vòng xoáy ở giữa. Hắn con người lạnh lẽo đột nhiên khống chế cán thi quay đầu, trong tay xuất hiện một cái cổ cầm, một cái tay khác hỏa long kiếm xuất hiện, đối phía trước đột nhiên chém ra một kiếm, suy suy bốn đầu to lớn hỏa long gào thét mà ra ở giữa không trung dung hợp thành một đầu giang giật còn lại đoàn kia dung hợp hỏa diễm cuồng bạo mà ra bị đầu kia to lớn hỏa long dẫn dắt hướng phía trước mới bay đi hắn một cái tay khác không ngừng đột nhiên kích thích dây đàn ý đồ dùng thần âm thiên kỹ ảnh hưởng một chút hai người hư cấp tốc cuồng bay đao nộ trùng điệp hư một cái thần âm thiên kỹ hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn một tia khoảng cách như thế xa hắn là ngụy đế cấp linh hồn phi thường cường đại mặc dù có một tia ảnh hưởng nhưng gần như có thể coi thường. Hắn thân thể bỗng nhiên giữa không chung, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái cự đại hắc kim sắc tấm chắn, tấm chắn không có biến lớn, chỉ là hướng phía trước mới bay đi, cuối cùng cùng đầu kia hỏa long đụng vào nhau. ầm um, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, tấm chắn đều không có bất kỳ cái gì rung động. Tại tấm chắn phía sau đao nộ cùng đao lãnh căn bản không có cảm nhận được quá kinh khủng nhiệt độ cao, tấm chắn đem hơn phân nửa sóng nhiệt chặn. Hồng mông linh bảo, sang giật nội tâm giật mình, hắn đã từng nhìn qua địa sát quân chủ hồng mông linh bảo cảm thụ qua cái này bảo vật khí tức cái này hắc kim sắc tấm chắn rõ ràng giống nhau như đúc khó trách hắn công kích cũng không thể để tấm chắn run rẩy một tia đi hắn cũng không dám lại dừng lại khống chế cắn thi điên cuồng hướng phía trước mới bay chạy khoảng cách của song phương còn có vài dặm đao nộ cùng đao lãnh tùy thời có thể dùng công kích hắn như đối phương có cường đại thần thông trực tiếp giam cầm thân thể của hắn hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết không được, cảm nhận được đằng sau hai thân ảnh càng ngày càng gần, giang giật con ngươi nhất chuyển, quát khẽ, đau nộ, đau lãnh, đừng có lại đuổi, nếu không nhà ngươi vị công tử này, ta từng đau từng đau đem hắn tách rời ném cho các ngươi. Đau lãnh biến sắc, đau nộ nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn lạnh giọng nói tiếp, giang giật, ông ngoại ngươi cùng địa sát phương thiên hàn vương ngay tại trong tay của ta, ngươi dám động hắn một đầu ngón tay, ta đưa tin giết một người, không tin, ngươi có thể thử một chút. Giang giật khóe miệng cười khổ, hắn có một lá bài tẩy, đối phương lại có ba tấm. Đao nộ loại người này tự nhiên là nói được thì làm được, hắn dám động đao nhập, đao nộ tự dám giết mỹ ảnh vương địa sát phương thiên hàn vương. Hưu, hắn không có biện pháp, chỉ có thể khống chế cắn thì tiếp tục chạy như điên, chờ ngụy thiên vương bọn hắn chạy tới. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, đã rút ngắn ba dặm, đúng lúc này đao nộ rốt cuộc xuất thủ. Đao nộ cũng không có phóng thích cường đại thần thông, mà là ném ra một cái cổ kính. Tấm gương kia tốc độ thật nhanh, bắn thẳng đến cán thi phía sau lưng mà đến, nhưng ở tới gần cán thi lúc, lại nhanh chóng lượn quanh một vòng, bay đến giang giật phía trước. Giang giật thần thức một mực khóa chặt bên này tấm gương, cũng không có cảm nhận được tấm gương này có gì chỗ kinh khủng, đều không có cường đại linh bảo khí tức. Giờ phút này bay đến phía trước mình, hắn không dám khinh thường, Hỏa Long kiếm ném ra một đầu cự long, muốn đem tấm gương này cho đánh nát hoặc là đánh bay. A, à, tại ánh mắt của hắn nhìn về phía tấm gương lúc, hắn đột nhiên cảm giác không được bình thường trên gương quang mang lóe lên bốn phía chẳng cảnh cũng thay đổi. Phía trước không gian vòng xoáy biến mất, khắp nơi trở nên đen kịt một màu, hắn đã mất đi phương hướng cảm giác, hắn không biết mình ở phương nào. Thậm chí phía sau đao lãnh cùng đao nộ đều biến mất, hắn căn bản dò xét không đến. Huyễn cảnh, giang giật linh hồn chấn động, đại phiền toái xuất hiện, linh hồn hắn bị đưa vào bên trong ảo cảnh căn bản không biết bốn phía có gì tình huống phát sinh. Coi như đao nộ cùng đao lãnh đến bên cạnh hắn có thể đều sẽ không phát hiện được, đến lúc đó hai người nhẹ nhõm có thể cứu đao nhập, chém giết hắn. Thiên nhân hợp nhất, vẻn vẹn một hơi thời gian, tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết giang giật ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn cắn răng tiếp tục khống chế cán thi theo ban đầu phương hướng trước đi, linh hồn hắn lâm vào bên trong ảo cảnh, thân thể của hắn cùng cán thi vẫn còn tại chỗ cũ, đường phía trước hắn đã xác định, cán thi bất loạn phi hành liền không sao. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, cảm giác lực sẽ trở nên phá lệ nhạy cảm, nếu có sát chiêu muốn đối phó hắn hắn rất có thể có thể cảm ứng được quả nhiên hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước có một đạo nhàn nhạt, nhạt sát khí không ngừng tại ở gần hắn rất rõ ràng có người vận dụng sát chiêu mà lại cái này sát chiêu khí tức để hắn có chút quen thuộc rất giống như là không linh đảo đao lãnh đối với hắn thả ra loại kia dung hợp áo nghĩa không sai phía trước cũng không có người sát chiêu chỉ có thể từ phía sau lưng đánh tới đây tuyệt đối là đao lãnh sát chiêu cái này sát chiêu mục đích không cần nói cũng biết muốn cho hắn chuyển hướng chạy trốn dạng này đao nổ cùng đao lãnh liền có thể càng nhanh tới gần hắn chém giết hắn Hừ, giang giật không để cho cán thi quay người ngược lại tiếp tục hướng phía trước lao nhanh không bằng hắn khống chế cán thi nắm tay xoay chuyển đi qua đem đao nhậm trống đỡ tại cán thi phía sau lưng đao lãnh nếu dám công kích đao nhậm liền bị tươi sống nổ chết a à, cái này sát chiêu đích thật là đao lãnh phát ra đao lãnh gặp đao nổ ném ra tấm gương này xuất thủ phối hợp muốn cho giang giật chuyển hướng hướng bọn họ bay tới lại không nghĩ rằng bị giang giật cho khám phá hắn vội vàng khống chế đao mang chuyển hướng hướng trái trước mới bay đi nếu không đao nhậm liền bị tươi sống đánh chết tiểu tử này thế mà còn tại hướng phía trước mới bay đao nộ cảm thấy ngoài ý muốn giang giật rõ ràng chúng chiêu người bình thường bị linh hồn bị nhốt vào huyễn cảnh khẳng định sẽ lập tức ngừng di động cái này bốn phía thế nhưng là có không gian vòng xoáy bên phải vẫn là độc ma tử địa cái này đi loạn rất dễ dàng rơi vào không gian vòng xoáy bên trong hoặc là bay vào độc ma tử địa hắn có chút trần chờ muốn hay không phá vỡ huyễn cảnh cái này một cái không tốt đao nhậm cần phải đi theo giang giật cùng một chỗ rơi vào không gian vòng xoáy bên trong muốn cái gì tới cái đó đao lãnh công kích cải biến phương hướng cuối cùng bổ vào bên trái không gian vòng xoáy bên trong gây nên vòng xoáy nội khí chảy hỗn loạn cái kia vòng xoáy bên trong hấp lực đột nhiên trở nên yếu đi giang giật lúc đầu khống chế cán thi tại hai cái vòng xoáy ở giữa phi hành hai bên hấp lực hội triệt tiêu lẫn nhau bên trong cùng thoáng cái một cái vòng xoáy hấp lực đại giảm cắn thi phi hành phương hướng tự nhiên hướng bên phải bắt đầu chạch hướng mà giang giật bị vây ở bên trong ảo cảnh nhưng căn bản không biết chút nào tiếp tục khống chế cắn thi hướng phía trước mới bay đi nguy rồi nhìn xem giang giật tại vòng xoáy hấp lực dẫn dắt dưới tốc độ càng lúc càng nhanh phương hướng chuyển hướng bên phải vòng xoáy đao lãnh thầm kêu không ổn không nghĩ tới hắn lòng tốt làm chuyện xấu giang giật rơi vào không gian vòng xoáy không sao đao nhậm cùng hỏa long kiếm đều không còn a à chương 1713, Phụ Vương lãnh thúc, cứu ta. Vù vù, thời khắc mấu chốt, đao lãnh phản ứng rất nhanh, lần nữa bình thường trở lại dung hợp áo nghĩa, lần này là đối bên phải không gian vòng xoáy đột nhiên đập tới. Đã công kích của hắn có thể làm cho vòng xoáy hỗn loạn, hấp lực biến yếu, như vậy Giang giật liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi vòng xoáy hấp lực, bay ra vòng xoáy phạm vi bao phủ. Ông, đao nộ trước tiên trong tay sáng lên đánh ra từng cái kết ấn, kia cái gương quang mang ảm đạm bay vụt mà quay về hắn không thể tiếp tục để Giang giật vây ở huyến cảnh, nếu không cán thi sẽ tiếp tục hướng vòng xoáy bên kia bay đi, một khi tới gần vòng xoáy trung tâm, thần tiên cũng cứu không được Giang giật. Mặc dù bọn hắn cái này cấp bậc đều biết, không gian vòng xoáy rất nhiều là tử địa, ngẫu nhiên có một hai cái là sống địa, nhưng không gian vòng xoáy nhiều như vậy ai biết cái kia là sống chỗ trước mắt được chứng thực có đường sống không gian vòng xoáy chỉ có 10 cái. Ừ, Giang giật cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, thoát ly huyễn cảnh, hắn lại có thể nhìn thấy xa xa không gian vòng xoáy bất quá tại hắn hướng tứ phía quét qua về sau sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt cán thi giờ phút này thế mà chính hướng vòng xoáy trung tâm bay đi mà lại tốc độ thật nhanh hiu đao lãnh đao mang đến đột nhiên bắn vào vòng xoáy bên trong Giang giật phát hiện cán thi tốc độ giảm bớt lập tức đại hỉ vội vàng khống chế cán thi chuyển hướng hướng bên trái bay đi đao lãnh cùng đao nộ phản ứng phản ứng rất nhanh mặc dù Giang giật phát hiện cán thi tốc độ trở nên phi thường chậm nhưng vẫn là tại chiều vòng xoáy bên ngoài bay đi. Giống như đao lãnh hai người phản ứng chậm một tia, đoán chừng cắn thi tựu căn bản không thể chống cự vòng xoáy hấp lực cường đại, không cách nào hướng ra phía ngoài bay đi. Độc phụ, bởi vì phương hướng cải biến, Giang giật giờ phút này phi hành phương hướng đã tới gần độc phụ tử địa, phía trước trong hư không có thể nhìn thấy một đoàn du tẩu độc phụ. Giang giật âm thầm kêu khổ, nhưng có thể làm sao một bên khác liền là đao lãnh hai người tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo, hắn luôn không khả năng tự chui đầu vào lưới A hắn chỉ có cắn răng tiếp tục hướng phía trước mới bay, trước triệt để thoát khỏi vòng xoáy hấp lực lại nói, cắn thì tốc độ quá chậm, không trốn nữa đao lãnh hai người đều có thể tại phía trước chờ hắn. Hưu, càng bay cắn thì tốc độ càng nhanh, tại thời gian ba cái hô hấp sau hắn rốt cục bay ra vòng xoáy, mà bên kia đao lãnh cùng đao nộ hai người cách hắn chỉ có ngàn trường. Đao nộ không dám phóng thích kia cái hương, vạn nhất sang giật cái này mạo thất quỷ tiếp tục bay loạn sông vào độc ma tử địa bên trong, đao nhậm tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử vong. Ông, Nghĩ nghĩ đào nộ đột nhiên hai tay kết ấn, trên thân khí thức cuồng bạo phóng thích, giang giật trên đỉnh đầu không gian chấn động không ngớt, một cái kinh thiên cự chảo đột nhiên hướng phía dưới chụp tới, bốn phía không gian vỡ ra đạo đạo khe hở, cắn thi tốc độ đột nhiên giảm mạnh, móng vuốt để bốn phía không gian đều tầng tầng chấn động, tựa như thần chi chảo bản năng phá hủy hết thảy. Bá đảo giang giật lại một lần nữa kiến thức ngụy đế cấp cường giả kinh khủng, cắn thi tốc độ giảm mạnh, hắn dứt khoát không đi, khống chế cắn thi đem đao nhậm dơ lên cao cao, cái này móng vuốt muốn bẻ vụn cán thi cùng hắn, vậy trước tiên vổ chết đao nhậm đi. Hưu, một chiếc gương đột nhiên bay tới, phía trên móng vuốt lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mà lại giờ phút này đao lãnh động, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo hắc quang, trong tay xuất hiện một cái roi, kia roi vô hạn tăng trưởng, như một đầu như độc xả hướng hắn phóng tới, rõ ràng nghĩ trói buộc hắn. Bị lừa rồi, Giang giật đột nhiên bừng tỉnh, nhưng hắn tỉnh ngộ quá nhanh, đao nổ cùng đao lãnh phối hợp quá tốt, lợi dụng phía trên cái kia móng vuốt lớn hấp dẫn sự chú ý của hắn, đồng thời để cán thi tốc độ giảm mạnh. Cuối cùng đao lãnh vận dụng công kích linh hồn, xuất động roi đem hắn cùng cán thi cho trói buộc, dạng này liền có thể thắng được chút ít thời gian cứu đao nhậm, đánh giết chính mình. Hưu, hắc quang quả nhiên là công kích linh hồn, thoáng cái xuất vào trong đầu, giang giật trong đầu chữ tiểu truyện ký tự điên cuồng bắn ra, chặn hắc quang một lát. Sinh tử tồn vong thời khắc, giang giật não hải vạn lần tốc độ chuyển động, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên đánh ra một đạo huyền hoàng chi lực cắn thi động vung vẩy cự thủ đem đao nhậm hướng cách đó không xa không gian vòng xoáy đột nhiên ném đi đao lãnh cây kia roi khí thức phi thường khủng bố gian giật cảm giác ít nhất là đạo thiên linh bảo một khi bị cái này doi trói buộc hắn cùng cán thi đều không động được chỉ có chờ chết hắn đem đao nhậm ném về phía vòng xoáy đao lãnh muốn cứu đao nhậm chỉ có thể từ bỏ trói buộc hắn hắn liền có thể khống chế cán thi hướng bên cạnh độc ma tử địa phóng đi không sai hắn muốn xông vào độc ma tử địa hắn muốn đánh cược một phen, cược độc ma tử địa bên trong độc vụ độc không chết hắn, bởi vì hắn có một kiện trí bảo, thần thụ diệp. Đây là hắn sau cùng mạng sống cơ hội, giống như thần thụ diệp không thể giúp hắn khu trục độc vụ, hắn sẽ bị tươi sống hạ độc chết. Ông, hắn đem đao nhậm ném mạnh sau khi rời khỏi đây, linh hồn bên trong hắc quang đánh chúng vào linh hồn của hắn, để hắn có chút mê muội. Linh hồn của hắn cũng tiến vào bị kia cái gương trong ảo cảnh, không bằng hắn trong tay thần thụ diệp xuất hiện, đồng thời đã cho cán thi ra lệnh, kia cán thi nghĩa vô phản cố hướng độc ma tử địa bên trong phóng đi nhâm nhi hắn tính được rất chuẩn đao lãnh nhìn thấy đao nhậm bị ném ra ngoài lập tức khống chế roi dài chuyển hướng nghĩ đao nhậm đuổi theo bất quá hắn vẫn là tính toán sai lực đạo cán thi lực lượng cỡ nào đại đao nhậm thân thể đi vào vòng xoáy về sau bị gấp lực liên lụy tốc độ tăng lên trăm lần doi tốc độ rất nhanh nhưng căn bản đuổi không kịp đao nhậm tốc độ a à, phụ vương lãnh thúc cứu ta tại thời khắc này đao nhậm thế mà tỉnh táo lại cảm nhận được thân thể mình dùng tốc độ kinh khủng hướng không gian vòng xoáy bay đi, hắn dọa đến toàn thân run rẩy kinh hô không ngừng. Nhâm nhi, nhanh bóp nát thần độn phù, đao nộ giống to, hắn không để ý tới hướng độc ma tử địa bên trong phóng đi cán thi cùng giang giật. Như thế tình huống bọn hắn đều thúc thủ vô sách, cũng không dám hướng không gian vòng xoáy bay đi, chỉ có thể dựa vào đao nhậm tự cứu. Giờ phút này đao nhậm còn chưa tới vòng xoáy trung tâm, giống như bóp nát thần độn phù, hắn còn có cơ hội truyền tống về đi. Vấn đề là, đao nhậm trong tay không có thần độn phù, bị Giang giật đoạt đi. a à, đao nhậm lưu lại một đạo thất kinh tiếng gào thét, bắn vào không gian vòng xoáy trung tâm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại đao nộ cùng đao lãnh thần thức giò xét bên trong. Nhâm nhi, đao nộ ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, con của mình trơ mắt bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong, hắn lại thúc thủ vô sách, có thể tưởng tượng giờ phút này nội tâm của hắn bi thống cùng nổi giận. Đao nộ nhi tử rất nhiều, bất quá nhất thành dụng cụ chỉ có đao phong cùng đao nhập, hai người này đều đột phá phong vương cấp. Mặc dù đao nhậm lòng giả của người này phẩm hạnh cùng đao phong so sánh tranh lệch rất nhiều, sở dĩ một mực không phải hắn yêu thích. Nhưng máu mổ tình thâm, chân chính có cái nào phụ thân không đau lòng con của mình. Giang giật, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hai cái yêu tú nhất nhi tử đều chết tại giang giật trong tay, đao nộ nội tâm lửa giận có thể đốt diệt chư thiên, có thể đem vùng hư không này mạo cháy lên. Hắn nổi giận đại hống không ngừng, đã có chút điên nhập ma. Giang giật, cầu tặc, Đao Lãnh cũng gào lên đau xót, ánh mắt đột nhiên quét về phía nơi xa, lại nhìn thấy Cán Thi đã vọt vào độc ma tử địa độc vụ phạm vi bao phủ bên trong. Chất độc này có thể ngăn cách thần thức, hắn cùng Đao Nộ rất nhanh đã mất đi giang giật cùng Cán Thi thân ảnh. "Giết, độc ma tử địa rất nguy hiểm, ngụy đế cấp phía dưới đi vào hẳn phải chết, đây là thiên giới cường giả chung nhận thức, Đao Nộ cùng Đao Lãnh thực lực ở bên trong đoán chừng cũng gánh không được quá lâu." Bất quá giờ phút này Đao Nộ đã tức thì nóng giận công tâm, nửa điên ma trạng thái chỗ nào sẽ còn cố kỵ nhiều như vậy hắn giờ phút này nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đuổi kịp giang giật, đem hắn thiên đao vạn quả. Không đúng, đao lãnh coi như thanh tỉnh, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi giang giật xông vào độc vụ lúc, vì sao không có bị trong nháy mắt ăn mòn cái này độc vụ thế nhưng là kinh khủng dị thương, bọn hắn ở bên trong ngây ngốc hai nén nhang đoán chừng đều chỉ có thể còn lại xương cốt. Trường 1714, Đại Khai Sát Giới Cảm tạ thanh linh đại nhân, giang giật linh hồn bên trong mặc dù thỉnh thoảng truyền đến một đạo cảm giác hôn mê đao lãnh bắn ra năng lượng màu đen còn có một số nhưng hắn nội tâm vẫn là vô cùng thổn thức cảm khái hắn thành công thần thụ diệp quá cường đại kia độc phụ vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có cứ việc có thiên phong giáp nhưng hắn cảm giác toàn thân liền bị ăn mòn mà lại tốc độ thật nhanh nhưng hắn thiên lực quán chú thần thụ diệp về sau hắn bên ngoài thân sáng lên một đạo bạch quang độc phụ càng không có cách nào tiến vào bị ăn mòn nhục thân tự nhiên trong nháy mắt được chữa trị tốt đi vào độc vụ phạm vi bao phủ bên trong về sau hắn tự động thoát ly huyễn cảnh đau nộ không có khống chế cái gương tự nhiên cũng liền không cách nào dùng huyễn cảnh vây khốn linh hồn của hắn nghe phía sau tiếng gào đau thương giang giật nội tâm thầm kêu không ổn đau lãnh thế mà không cứu được đau nhậm kia đau nộ có thể hay không tại dưới cơn nóng giận đưa tin diệt sát mỹ ảnh vương địa sát phương thiên hàn vương suy suy cán thi bên ngoài thân bốc lên trận trận khói đen đem giang giật suy nghĩ kéo lại hắn lắc đầu chỉ có thể trước không đi nghĩ địa sát phương chuyện của bọn hắn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn cát nhân thiên tướng cầu nguyện bọn hắn đã bị ngụy thiên vương cứu ra cán thi nhục thân rất cường đại dùng hợp hỏa diễm đều không thể hủy đi nhưng cái này độc vụ càng kinh khủng cán thi bên ngoài thân bốc lên khói đen rõ ràng không chống nổi giống như tiếp tục tại trong làn khói độc đoán chừng toàn thân sẽ từ từ bị ăn mòn ông hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đem cán thi thu vào đi huyền hoàng chi lực vận chuyển toàn thân tốc độ của hắn tiêu thăng không thể so với cán thi yếu quá nhiều hắn không trần chờ, một bên để thôn thiên thú hóa thành lưu quang đi vào linh hồn bên trong thôn vệ năng lượng màu đen, một bên hướng độc vụ tử địa bay đi. Hắn có chút âm thầm hối hận, sớm biết hắn thần thụ diệp có thể chống cự độc vụ, hắn tự trước kia tự đi vào cái này độc vụ tử địa. Cái này độc vụ có thể ngăn cách thần thức dò xét, hắn giấu ở tử địa bên trong đao nộ cùng đao lãnh làm sao có thể tìm tới hắn. Giang giật, chết, 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 đằng sau truyền đến từng đạo tiếng gầm gừ, giang giật âm thầm kêu khổ, đao nộ cùng đao lãnh đoán chừng là hai người điên. Không biết độc vụ đối hai người ảnh hưởng lớn không lớn lớn nói hắn mới có cơ hội trốn được một mạng, bằng không hắn sẽ rất thảm. Suy suy, đằng sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quái dị, Giang giật nhìn lại, lại gặp nồng đậm độc tố hướng bên này vào tới, đằng sau lại là từng cái cự đại thủ trưởng ấn. Đao nộ cùng đao lãnh bắt đầu công kích, hai người ý đồ đem độc vụ đánh sơ xác dạng này bọn hắn bị tổn thương hội nhẹ ta, còn có thể nhẹ nhóm tìm tới Giang giật. Đại ca, Bên này, đao lãnh quát lớn tiếng vang lên, hắn theo không gian ba động bên trong cảm ứng được giang giật hành tung. Tiếp lấy mấy cái to lớn trưởng ấn phá không mà đến, giang giật không tránh kịp bị một cái to lớn trưởng ấn hung hăng vỗ chúng, thân thể hướng phía trước cuồng bạo đập tới. Phốc, cứ việc có thiên phong giáp, mặc dù hắn nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, nhưng giang giật thoáng cái vẫn là bị chấn thương, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Bất quá ngược lại là có thể mượn lực hướng phía trước nhanh chóng bay đi, thoáng cái lại đem khoảng cách song phương kéo ra không tốt, hai người tựa hồ cũng không nhận được độc vụ ảnh hưởng rất lớn. Giang giật nội tâm trầm xuống, hai người giống như chịu ảnh hưởng không lớn, hắn coi như trốn vào độc vụ tử địa chỗ sâu, đồng dạng chỉ có một con đường chết. Truy, bên kia đao nộ cùng đao lãnh nhanh chóng lần theo đuổi theo, trên thân hai người giờ phút này đều có một kiện chiến giáp hiển hiện, bất quá trên mặt của hai người đang bốc lên khói đen, bởi vì kịch liệt đau nhức hai người mặt đều bóp méo. Trên thân hai người mặc đều là đạo thiên linh bảo chiến giáp, cũng không có hồng mông linh bảo, Đao nộ hồng mông linh bảo có một kiện, liền là cái kia hắc kim thuẫn bài, vấn đề tấm chắn có thể đỡ nổi độc vụ. Cứ việc toàn thân đang thong thả bị ăn mòn, từng đạo kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng hai người cố nén không có để cho ra một đạo thông tiếng hừ. Hai người đôi mắt như sắt, tràn ngập nổi giận sát ý cùng điên cuồng, không chém giết giang giật, hai người thể không thu binh. Để cho hai người có chút buồn bực là độc vụ quá đậm, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, giang giật phương hướng một mực tại biến, hai người thần thức không cách nào khóa chặt giang giật, chỉ có thể nghe gió phân biệt vị. Nhưng giang giật phương hướng không ngừng đang thay đổi, mà lại tốc độ không chậm, hai người lại không thể không đánh ra đại thủ ấn xua tan độc tố, tránh cho thân thể bị ăn mòn quá nhanh, nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng hai người khóa chặt giang giật phương vị. Mà lại, giang giật mấy lần đối mặt đại thủ ấn công kích thế mà không tránh, mạnh mẽ chống được một trường này, sau đó mượn lực ra tốc chạy trốn, để cho hai người mấy lần vận dụng sát chiêu cuối cùng đều đánh hụt, Đào lãnh đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên thiên lực quán chú quát lớn, giang giật, dừng lại. Nếu không ta lập tức đưa tin diệt sát ông ngoại ngươi cùng hai người khác. Giang giật quát lạnh âm thanh rất nhanh truyền đến, ha ha ha, người hù dọa tiểu hài đâu đoán chừng giờ phút này ngụy Thiên Vương đám người đã đem bọn hắn cấp cứu đi nói thật cho các người biết đi. Ngụy Thiên Vương bọn người ở tại ta khẽ động sau lưng lập tức xuất động, ta vì sao hướng bên này trốn liền là để bọn hắn đi cứu người. Đao nộ cùng đao lãnh biến sắc, bất quá đao lãnh rất thông minh, đôi mắt nhất chuyển cười nhạo giống to cứu người giang giật người chết đầu kia tâm đi ta cũng nói thật cho người biết tại người ra lòng uyên bí cảnh lúc chúng ta đã đem ba người kia triệt để diệt sát xương cốt không có còn lại một cái ngụy bình bình có thể đi minh giới đem người ông ngoại bọn hắn cứu trở về người cảm thấy chúng ta hội lưu lại ba người kia để người trong thiên hạ biết rõ chúng ta bắt bọn hắn oanh tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang cấp tốc cuồng bay giang giật thân hình dừng lại hắn thoáng cái mộng trong đầu đều là đau lãnh lời nói tiếng vọng không ngừng. Chết rồi, thật đã chết rồi. Giang giật thất thần thì thào, giống như địa sát phương thiên hàn vương mị ảnh vương chết rồi. Hắn cũng không biết như thế nào cùng mạch lăng thu, mạch hoài tang, y phiêu phiêu, kỳ thanh trần bàn giao. Coi như hắn có thể trốn được một mạng, coi như hắn có thể trốn về địa giới, hắn lại lấy cái gì diện mục đi gặp mọi người. Hưu, đao lãnh phi thường hữu dụng, giang giật bị tin giữ này đánh, bản năng dừng một chút, mặc dù chỉ là sửng sốt hai hơi thời gian, nhưng đao nộ cùng đao lãnh đã đuổi theo tới hai người không có chút gì do dự lập tức xuất thủ giang giật đỉnh đầu hư không chấn động độc tố đều bị đánh tan một cái thần móng vuốt to lớn kim sắc móng vuốt trùng điệp vồ xuống đao lãnh chiến đao bên trong một đạo kinh khủng ba màu đao mang phá không mà ra chém thẳng vào giang giật phía sau lưng giang giật bị khủng bố khí tức giật mình tỉnh lại trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn trong tay giới chỉ sáng lên một cái hình lục giác ngọc phù xuất hiện hắn dùng sức bóp nát không sai hắn bóp nát đao nhậm thần độn phù đây là hắn sau cùng một con đường, bất quá đây là một con đường không có lối về. Trước đó nguy hiểm như thế cục diện hắn cũng không có đụng tới cái này thần độn phù, bởi vì hắn biết rõ đi thanh đế phong, hắn sẽ tại cũng không có chạy chối chết cơ hội, thanh đế tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ giết chết hắn. Đao gia có thể làm ra cưỡng ép con tin loại này hạ lưu sự tình, điều này nói rõ đao gia là không có biện pháp, một khi việc này truyền khắp thiên hạ, đao gia cùng thanh đế danh dự sẽ quét rác, đã như vậy đao gia vì sao còn muốn như thế, đây chỉ có một lời giải thích, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, mệnh lệnh này là thanh đế dưới. Hắn bóp nát thần độn phù hội truyền tống đi thanh vực, cũng sẽ lập tức bị thanh đế biết rõ, kết cục không cần nói cũng biết. Chỉ là hắn còn có lựa chọn khác sao, lưu tại nơi này đồng dạng là chết, đao lãnh nói mỹ ảnh vương ba người đã bị giết, cái này khiến giang giật có chút điên dại, hắn cái gì đều mặc kệ, quyết định truyền tống đi thanh vực. Đại khai sát giới, cho dù chết, hắn cũng muốn để đao ra trả giá trả giá nặng nề chương 1715, lưu ở nơi đây. Oanh, suy, kinh thiên thần chảo cùng đao mang gần như đồng thời đánh chúng vào giang giật chỗ khu vực, mà giang giật tại lúc này lại đột nhiên biến mất trên không trung tiếp lấy kia kinh thiên thần chảo cùng đao mang chạm vào nhau phát sinh to lớn bạo tạc. Một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, quang mang chói mắt chiếu sáng khắp nơi, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phúc tán, đem phụ cận độc vụ toàn bộ thổi tan, đem đao lãnh cùng đao nộ đẩy lui trọn vẹn ngàn trường. a à đao lãnh cùng đao nổ các loại chờ dư âm nổ mạnh biến mất thần thức lập tức phúc tán mà đi phụ cận độc vụ bị đuổi tản ra hai người thần thức đều có thể thăm dò qua hai người phối hợp rất ăn ý về thời gian tính được phi thường chuẩn đoán ra cuối cùng hai đạo công kích hội đụng vào sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc sở dĩ tại công kích sẽ va chạm lúc hai người lập tức lui nhanh hai người tự nhiên không có chú ý tới giang giật vào thời khắc ấy biến mất giữa không trung hai người thần thức từng lần một đảo qua muốn nhìn một chút giang giật phải chăng bị tươi sống nổ chết nhưng mà, hai người thần thức quét mấy chục khắp nơi, cũng không có tìm tới giang giật, liền tàn chi mảnh vỡ đều không có phát hiện một khối. Chẳng lẽ nổ thành phấn vụn không tốt, hắn không gian giới chỉ sẽ không bạo liệt A thanh kiếm kia thế nhưng là tại trong giới chỉ. Đao lãnh nghĩ đến một cái có thể, không bằng hắn lập tức bác bỏ. Bởi vì giang giật mặc thiên phong giáp, coi như vừa rồi bạo tạc rất khủng bố, thiên phong giáp chắc chắn sẽ không nổ thành bột mịn, đây chính là đạo thiên linh bảo chiến giáp không thích hợp, đao nộ mày nhăn lại, thân thể hướng phía trước mới bay bắn đi, nhưng tai lắng nghe, cũng không có tại phụ cận nghe được bất luận cái gì động tính. Giang giật không có khả năng đứng vững như thế cường đại công kích đào tẩu, còn không phát ra bất kỳ thanh âm, vấn đề ở chỗ nào. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về sau mặt nhìn lại, lông mày nhíu lại, bởi vì tiếng xé gió không phải một đạo mà là hai đạo, hậu phương tới hai người. Đao nộ, đao lãnh, một đạo già nua to lớn giống âm vang lên, chấn động đến đao lãnh biến sắc, thanh âm già nua vang động trời lên, các người đau ra rất không tệ a, à, vì giết một cái tuổi trẻ hậu bối, thế mà liền mặt cũng không cần giang giật mà chết, hai người các ngươi tự cho lão phu lưu ở nơi đây đi. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương, rốt cục chạy tới. Đao lãnh ánh mắt nhìn về phía đao nộ, cái sau đôi mắt lạnh lẽo, ngạo nghễ không sợ nói ra, Ngụy Bình Bình, người nói cái gì ăn nói khủng biên cái gì giang giật bản đế không biết ngươi nói cái gì. Giang giật đột nhiên biến mất ở chỗ này, Ngụy Bình Bình không có bất kỳ chứng cứ nào, đau nộ sợ cái gì. Lòng đàm bí cảnh bên trong tất cả mọi người cũng đã rút lui, chứng cứ đều hủy. Tại hai người theo đuổi giết Giang giật lúc, hắn hắn để phụ cận đao ra võ giả đi mặt phía bắc một cái bí cảnh, nơi đó đồng dạng có một cái truyền tống trận, hắn tự tin lần này Ngụy Bình Bình lấy không được bất cứ chứng cứ gì. Về phần bọn hắn hai người vì sao ra nơi này cái này vì sao muốn giải thích, Giang giật không ở nơi này là được. Chờ chút, Đao nộ nghĩ tới đây linh hồn đột nhiên chấn động, giang giật không ở nơi này, vậy chỉ có thể hư không tiêu thất. Trên đời này có thể hư không tiêu thất chỉ có phong đế cấp cường giả thuấn di thần thông, giang giật thực lực này căn bản không có khả năng tại thiên giới thuấn di. Như vậy chỉ có một lời giải thích, giang giật vận dụng một loại nào đó cường đại bảo vật truyền tống đi. Thần Độn Phù, hắn nghĩ tới đao nhậm một khắc cuối cùng cũng không có bóp nát thần Độn Phù, vậy liệu rằng là bị giang giật cướp đoạt đi nghĩ tới đây đao nộ hổ khu run lên nếu như là bình thường hắn căn bản không quan tâm, hắn cùng Đao lãnh tại cái này, Đao nộ dẫn người đi di tích cổ, thanh đế phong bên trong cũng không có ngụy đế cấp cường giả, giống như Giang Giật thật truyền tống đi thanh dương phong, lại đánh tới thanh đế phong, bọn hắn Đao gia tộc người muốn bị chém tận giết Việt A, nguy rồi, Đao nộ sắc mặt khẩn trương, thần thức quét về phía Đao lãnh truyền âm nói, nhanh đi Long Suối bí cảnh truyền tống về đi, Giang Giật có thể bóp nát thần độn phù, truyền tống đi thanh dương phong, cái gì? Đao lãnh kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đến trắng bệch, vội vàng đi theo đao nộ hướng ra phía ngoài bay đi. Hai người không có hướng Ngụy Thiên Vương bọn người phương hướng bay đi, mà là hướng một cái hướng khác, như thế thời khắc hai người không tâm tư cùng Ngụy Thiên Vương hai người nói nhảm nhiều, dây dưa, chỉ muốn trước tiên chạy về Thanh Đế Phong. Còn muốn đi, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đao lãnh đao nộ trên không hư không chấn động chấn động, một cái to lớn móng vuốt vồ xuống. Cái này móng vuốt cùng đao nộ khác biệt, lớn gấp mấy chục lần, móng vuốt khí thức không mạnh mẽ nhưng tốc độ thật nhanh, rất có thể là nghĩ trói buộc đao nộ đao lãnh hai người. Ngụy Bình Bình, bản đế không có thời gian cùng ngươi đùa, ta không có giết giang giật, ngươi như còn muốn dây dưa, ta và ngươi không chết không thôi. Đao nộ nổi giận giống to, trong tay xuất hiện một cái thiết côn, không ngừng biến lớn mang theo cuồng bạo khí tức đột nhiên hướng không chung móng vuốt đập tới. Hưu, gần như đồng thời đao lãnh trong tay chiến đao phát sáng lên, hướng trên không trung bổ ra một đạo ba màu đao mang, hắn cùng đao nộ cùng một chỗ kinh lịch nhiều lần chiến đấu, phối hợp phi thường ăn ý. ầm um, một đạo trầm muộn nổ vang, móng vuốt bị tươi sống đạp nát, nhưng ở hai người hướng phía trước mới bay một khoảng cách, trên không trung lại chấn động, một cái vượt qua trăm trượng màu hoàng kim cự trảo vừa hung ác vồ xuống. Cùng kỳ đồng lúc, vân thiên vương động thủ, bốn phía hư không bên trong thổ hệ nguyên tố nhanh chóng hướng đao nộ cùng đao lãnh hội tụ mà đi tiếp lấy một tòa cự đại kim sắc tòa thành tại đao nộ cùng đao lãnh bốn phía ngưng tụ, hai người trong nháy mắt bị vây ở tòa thành bên trong mà lại tòa lâu đài này không phải một ngôi đại điện bên trong chia làm từng cái phòng nhỏ tòa thành giờ phút này còn tại không ngừng biến lớn gian phòng đang không ngừng biến nhiều khốn thành đao nộ cùng đao lãnh sắc mặt trầm xuống đây là vân thiên vương tuyệt kỹ thành danh tòa lâu đài này có vô số gian phòng mặc dù hai người có thể nhẹ nhõm phá vỡ nhưng vân thiên vương có thể không ngừng ngưng tụ ra mà lại bên trong có huyễn trận thực lực không mạnh người sẽ ở bên trong khốn tử phá, đao nộ cùng đao lãnh nổi giận chỗ riêng phần mình phóng thích công kích, cưỡng ép phá vỡ vách tường, không ngừng đem từng cái phương hướng vách tường đạp nát. trong hai người tâm tâm gấp như lửa đốt, không có thời gian cùng vân thiên vương ngụy thiên vương quyết nhất tử chiến. hai người trở về càng trễ, thanh vực bên trong chết càng nhiều người, giang giật thế nhưng là có thể nhẹ nhõm chém giết phong vương cấp a. ầm, um, phá mấy cái gian phòng về sau, đao nộ không có kiên nhẫn, trong tay hắn thiết côn đột nhiên vô hạn dài ra biến lớn mà lại thân thể của hắn cũng đột nhiên bành trướng, biến thành một cái cao trăm trượng cự nhân, hắn vung lên thiết côn tại bốn phía cuồng quét, to lớn tỏa thành ầm vang nổ tung, hóa thành phế tích. Hừ, Ngụy Thiên Vương tiếng cười lạnh vang lên, trên không trung một cái màu hoàng kim cự trảo xuất hiện, đối hóa thân thành cự nhân đao nộ chụp tới, Vân Thiên Vương thì lại bắt đầu ngưng tụ thổ hệ nguyên tố. Đao nộ cùng đao lãnh càng nghĩ đi, hai người càng không muốn để cho bọn hắn đạt được, bất chấp tất cả trước kéo hai người lại nói. Giang giật sống chết không rõ. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương làm sao có thể nhẹ nhõm phóng hai người rời đi. Đao nộ cùng đao lãnh suýt chút nữa thì điên rồi, bị hai người dạng này dây dưa tiếp, chờ bọn hắn trở về đao gia tộc nhân thi thể đều lạnh. Đao nộ thân thể trở về hình dáng ban đầu, ánh mắt hướng về sau mới đột nhiên quét tới, giống giận, Ngụy Bình Bình, giang giật bóp nát thần độn phù đi thanh dương phong, hai người các ngươi lão hỗn đản, chẳng lẽ muốn xem chúng ta đao gia con em đều bị chém tận giết tuyệt sao? Thần độn phù ha ha. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương trầm mặc một chút, bầu trời một cái to lớn kim sắc móng vuốt lần nữa từ trên trời giáng xuống, tại đao lãnh đao nộ đánh nát móng vuốt về sau, một cái cự đại tòa thành ngưng kết thành công, Ngụy Thiên Vương đùa cợt thanh âm vang lên, "Đao nộ, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn giang giật ở đâu ra thần độn phù loại này nói láo đi lừa gạt quỷ đi." Lần trước Thanh Đế còn nói việc này như vậy coi như thôi đâu, các người đem Thanh Đế xem như đánh giấm hôm nay các người không đem giang giật giao ra, cái nào cũng không thể đi đao nổ tức thì nóng giận công tâm, một cái lão huyết rốt cuộc áp chế không nổi, cuồng phún mà ra. Lòng của hai người trầm xuống, Ngụy Bình Bình cùng Vân Thiên Vương không tin tưởng hai người, hai người thời gian ngắn khẳng định không cách nào trở về. Bọn hắn phụ thân đao nô đi di tích cổ, chỉ có thể nhìn thanh đế phải trăng xuất thủ, không phải thanh đế phong tuyệt đối phải biến thành địa ngục. chương 1716, máu nhuộm thanh vực. Thanh vực, thanh dương phong, vẫn là tòa thành kia bên trong, một cái truyền tống trận quang mang lấp lánh, đem thủ hộ truyền tống trận người cho đánh thức bởi vì lần trước trấn thủ cái truyền tống trận này phong vương cấp bị giang giật giết chết lần này chuyển đi ra phong vương cấp cường giả nhiều lắm sở dĩ thủ hộ truyền tống trận người đều chỉ có phong hào thần đế thực lực tại truyền tống trận quang mang yếu đi một thân ảnh hiển hiện về sau toàn bộ người lại quá sợ hãi bởi vì truyền tống người này bọn hắn quá quen thuộc trong khoảng thời gian này đều trở thành bọn hắn mộng ma vù vù tất cả mọi người bản năng phóng thích công kích hướng truyền tống trận người kia công kích mà đi, bọn hắn đều bị hù dọa, lại quên đi bọn hắn giờ phút này không nên công kích, mà là hẳn là trước tiên mở ra tòa thành bên trong cấm chế, đem người này vây chết tại tòa thành bên trong. Dầm dầm dầm, từng đạo lưu quang đánh vào giang giật trên thân, đem hắn thân thể đập bay, đập ầm ầm ở trên vách tường, hắn vốn là rất là u ám đầu, càng choáng mấy phần. Giết! Giết, tòa thành bên trong mấy chục người đều kinh hỉ, coi là có thể thừa dịp Giang giật đầu mê muội đem hắn đánh chết tươi, lập tức một đám người không có cố kỵ truyền tống trận sẽ hay không bị hủy diệt, toàn lực suốt thủ hướng giang giật đánh tới. Tại vòng thứ hai công kích phóng thích về sau, rốt cục có người giật mình tỉnh lại, giang giật mặc thiên phong giáp, bọn hắn công kích căn bản không thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Có một người đôi mắt nhất chuyển, thân thể cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng đi, muốn đem tòa thành đại môn cấm chế mở ra, đem giang giật nhốt ở bên trong. Hô hô, đi qua như thế một hội thời gian, Giang giật miễn cưỡng thanh tỉnh một tia, hắn thần thức quét ra ngoài, thấy có người hướng ra phía ngoài bay đi, trên thân huyền hoàng chi lực lập tức vận chuyển, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vào tới, cũng không có phóng thích thần thông cứ như vậy một quyền hung hăng nện ở người này trên lưng. Giang giác, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, người này bị một quyền trực tiếp đập chết. Giang giật vận dụng huyền hoàng chi lực sau nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, cái này nho nhỏ phong hào thần đế làm sao có thể gánh vác được. Ách, tòa thành bên trong mười mấy người lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn qua không có nửa điểm thương thế giang giật cảm thụ được trong thân thể của hắn truyền đến như thần ma khí tức mọi người sâu trong linh hồn run rẩy toàn bộ người âm thầm hối hận vừa rồi vì sao không có trước tiên mở ra tòa thành cấm chế đem giang giật cho vây chết ở bên trong giang giật lắc lắc đầu không tiếp tục động ngạo nghễ đứng ở tòa thành cửa chính trong đầu của hắn mê muội còn rất nghiêm trọng nghĩ hoãn một chút giết người ở bên trong rừng một chút lần nữa cắn răng công kích các loại lưu quang đánh ra đem giang giật trực tiếp ném ra bên ngoài còn nện vào một cái trong thành bảo, dẫn đến cái kia tòa thành ầm vang sụp đổ. hiu 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 bên ngoài vô số người bị kinh động, từng cái tòa thành nội nhân ảnh bắn ra, thần thức bốn phía liếc nhìn, rất nhiều người quát lớn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. ầm, um, giang giật chỗ tòa thành phế thích bên trong đá vụn nổ tung, thân thể của hắn bay vụt mà lên, một cỗ như hồng hoang mãnh thú khí thức bao phủ toàn bộ thanh dương phong. giang giật đứng ngạo nghễ giữa không trung, tóc đỏ bay múa, đôi mắt như ma thần để bốn phía toàn bộ người cảm giác được tim đập nhanh. Giang giật, đối với đao gia tới nói, đây là một cái đại biểu cho sỉ nhục danh tự, đây là như ác ma danh tự, đã bao nhiêu năm không ai dám đối phó đao gia giang giật không chỉ có dám cùng đao gia đối nghịch, còn dám giết bọn hắn ra công tử, nhà bọn hắn quân đội, còn thành công thoát đi. Cuối cùng gia nhập cửu dương quân, đao nổ đao lãnh đi, thanh đế lên tiếng, cũng giết không được người này. Suy suy, giang giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, bốn đầu hỏa long xuất hiện, ngưng tụ thành một đầu hỏa long hắn đối cái kia thần độn phù truyền tống trận chỗ tòa thành hung hăng đánh tới phanh phanh tòa thành không có mở ra cấm chế thoáng cái tựu nổ tung bên trong truyền tống trận bị tạc nứt cho dù có thần độn phù người muốn truyền trả lại khẳng định cũng truyền tống không được thần thức đến mấy lần xác định truyền tống trận hủy đi giang giật thả ra cán thi thân thể bay vọt mà lên xếp bằng ở cán thi trên bờ vai lấy ra cổ cầm thả ra thần âm thiên kỹ tiếng đàn cũng không cuồng bạo cũng không du dương có chút trầm thấp cùng mang theo một chút tiêu sắt, giang giật khống chế tiếng đàn uy lực, phía dưới có rất nhiều hài tử cùng không có nửa điểm chiến lược nữ tử. Hắn tới đây là đến giết người, đến báo thù tuyết hận, đến chém giết đao ra con em, đến để đao ra hối hận đối phó hắn giang giật, là đến đánh thanh đế mặt, đến nói cho người trong thiên hạ phẫn nộ của hắn, giờ phút này hắn cũng là chuẩn bị làm như vậy. Hắn sát tâm từ trước cũng tương đối trọng, không bằng hắn không phải cầm thú, không phải ác ma giết người, trong lòng còn có nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng, không có khả năng đi tàn sát những hài tử kia cùng phụ nữ lão nhân, cho nên mới khống chế tiếng đàn uy lực. Cán thi giết người tốc độ quá nhanh, thanh dương phong không có một cái nào phong vương cấp, bị tiếng đàn chấn nhiếp phía dưới, toàn bộ đều là dê đợi làm thịt. Cán thi hai cái lợi chảo biến thành tử thần liêm đao, những nơi đi qua tất cả đều là chân của tay đứt, không có một chiêu chi địch. Huyết tại phiêu, tàn chi đang bay múa, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập phạm vi ngàn dặm, phía dưới sơn phong bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một đạo trầm thấp tiếng đàn vang vọng khắp nơi, càng giống là một bài tác hồn nhạc buồn. Một nén nhang sau, cán thi hóa thành một đạo lưu quang hướng thanh đế phong phương hướng bay đi, lần này Giang giật chưa hề nói một câu nói nhảm tỉ như các người đao ra trước đối phó ta, ta chỉ là bị ép phản kích loại hình nói nhảm. Thanh dương trên đỉnh thần vương cảnh trở lên hơn một vạn người toàn bộ bị giết hắn, hắn lại đi nói lời như vậy, tự lộ ra làm kiêu, cũng dối trá. Lần này hắn vốn chính là đến giết người, hơn nữa còn hội giết càng nhiều người bóp nát thần độn phù một khắc này, hắn tự không nghĩ tới mạng sống, lần trước có một cái kha lộng ảnh, lần trước cũng không có quá mạnh lục soát cường độ, lần này thanh đế tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, thanh vực lớn như vậy, hắn làm sao còn có thể đào tẩu lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Đã biết rõ hẳn phải chết, như vậy hết thảy đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn phát tiết nội tâm phẫn nộ, triệt để làm càn một cái. Hắn cấp tốc hướng thanh đế phong bay đi, hai nén hương sau phía trước xuất hiện một ngọn núi, còn không có tới gần sơn phong, mấy vạn người tựu bắn ra, thành nội cường giả cũng bay ra. Rất rõ ràng bọn hắn nhận được Thanh Dương Phong đưa tin, được cho biết Giang giật hướng bên này bay tới. Tranh tranh, vẫn không có một câu nói nhảm, Giang giật trực tiếp khai giết, cái này hơn ba vạn người bên trong có một cái phong vương cấp, bất qua chiến lực không được, nhẹ nhõm bị tiếng đàn chấn nhiếp. Cán thi hóa thành thiểm điện bay đi, đồ sát lần nữa bắt đầu. Bầu trời rất nhanh biến thành màu đỏ, huyết vụ bao phủ nửa bầu trời, Giang giật trên thân chiến giáp tóc bị máu nhuộm đỏ, trên ánh mắt càng là một áng đỏ. Quá nhiều giết chóc bắt đầu ảnh hưởng nội tâm của hắn, để hắn thể xác tinh thần lệ khí tăng thêm, lay động hắn trong khung ma tính. Bốn nén nhang về sau, hơn ba vạn người không ai sống sót, cán thi hóa thành lưu quang tiếp tục tiến lên, tòa thứ ba sơn phong, tòa thứ tư sơn phong, tòa thứ năm. Một đường bay đến, một đường tàn sát, sau nửa canh giờ, giang giật cũng không biết mình giết bao nhiêu người, mấy chục vạn, vẫn là hơn một trăm vạn hắn rốt cục đã tới thanh đế phong phía dưới nhìn qua tòa kia cao ngất như mây sơn phong, hắn con người bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ đến sáng lên mấy phần. Nơi này chính là thanh đế phong, là thanh đế năm đó chứng đạo địa phương, là đao gia đại bản doanh, bên trong có đao nô trực hệ tử đệ, đao nô có thể ngay tại phía trên, thậm chí thanh đế đều có thể đã ở phía trên chờ hắn. Hưu, hắn dừng một chút, quán chú huyền hoàng chi lực cán thì nổ bắn ra mà lên, hắn mục đích của chuyến này liền là thanh đế phong. Hắn muốn máu nhuộm thanh đế chứng đạo chỗ, muốn hung hăng đánh một trận thanh đế mặt chương 1717, duy nhất bên trên thanh đế phong. Thanh đế phong bên trong cũng không có đao nô, càng không có thanh đế. Thanh đế trên đỉnh hỗn loạn tương bừng, đao nô đao nô đao lãnh không tại, tụ liền đao được này một ít quyền thế trưởng lão đều đi ra, còn lại mấy cái trưởng lão tại gia tộc uy vọng đều không cao. Lần này vì diệt sát giang giật, đao gia cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng, đao nô cũng không để lại quá nhiều cường giả, bởi vì hắn không tin tưởng có người dám công kích đao gia đại bản doanh thanh đế quân đại bộ phận ngay tại thanh vực hư không bên ngoài tuần tra minh giới là không thể nào xâm lấn thanh vực còn thiên hồng giới đại gia tộc ai dám đi thanh đế phong nháo sự nơi này chính là thanh đế chứng đạo chỗ thanh đế bản nhân ngay tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài mê tung phong trong rừng tĩnh tu ai dám làm loạn hết lần này tới lần khác ra một cái quái thai giang giật giờ phút này chính hướng thanh đế phong đánh tới mà đao ra nhưng không có đầy đủ uy tín đại nhân vật tại bên trong tự nhiên hỗn loạn tương bừng thanh đế trong điện hơn 30 cái trưởng lão ngay tại cãi nhau không ngớt, đưa tin cầu viện đã sớm phát ra ngoài, nhưng đao nộ cùng đao lãnh đều tải hư không bên ngoài, giờ phút này đang bị ngụy bình bình quấn lấy, làm sao có thời giờ hồi phục đưa tin. Mà đao nô không biết giờ khác này ở chỗ nào, thế mà cũng chưa có trở về tin tức, sở dĩ cái này hơn 30 cái trưởng lão chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ thương nghị, xem làm sao đối phó giang giật. Đương nhiên, những người này ngược lại không tất cả đều là ngu xuẩn, tại tiếp vào đưa tin sau lập tức điều động khoảng cách bên này trăm vạn lý thanh đế trong cốc thanh đế quân. Đáng tiếc bởi vì không có đao nộ lệnh bài, bọn hắn chỉ có thể triệu tập trăm vạn đại quân, đây là đao nộ tự mình ra lệnh. Không có lệnh bài của hắn, bất kỳ người nào một lần chỉ có thể triệu tập trăm vạn thanh đế quân. Đồng thời bọn hắn ở các nơi bắt đầu chuyển đại quân, giờ phút này thanh đế phong trong truyền tống trận toàn bộ đang nhấp nháy không ngớt, một bên đem đao ra người già trẻ em chuyển di, một bên khác liên tục không ngừng truyền tống đại quân tới. Chiến là nhất định phải chiến, những trưởng lão này chưa từng nghĩ tới trốn, bởi vì nơi này là Thanh Đế Phong, là Thanh Đế năm đó chứng đạo chi địa. Coi như đào ra tất cả mọi người chết hết, nơi này đều tuyệt đối không thể thất thủ, nếu không Thanh Đế sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới đi hướng Thanh Đế cầu viện, vấn đề là bọn hắn cũng không biết Thanh Đế ở đâu, Thanh Đế là nhân vật thế nào đừng nói bọn hắn cái này cấp bậc, đoán chừng đại trưởng lão đao được cũng không có tư cách biết rõ a. À chỉ có tử chiến, chỉ có chờ đợi đao nô đao nộ đao lãnh bọn người trở về, hoặc là các loại chờ đao nô đao nộ mời thanh đế xuất thủ. Mà lại những trưởng lão này không rõ ràng lắm giang giật chiến lực, coi là vẻn vẹn nhưng so sánh phong vương cấp, bọn hắn có được thanh đế thành, mấy trăm vạn người cũng không biết giang giật đối thủ bọn hắn không tin tưởng. Báo một cái trinh sát tiếng truyền báo nổ vang tại thanh đế thành nội, giang giật đi lên. Thật ngông cuồng, cho bản trưởng lão đi chém giết cái này cầu tặc một tính tình gấp trưởng lão gầm thét bắn ra sát khí trên người cùng chiến ý gây nên thành nội một mảnh bạo động rất nhiều quân sĩ nhìn thấy trưởng lão này động tự nhiên đi theo bay vụt mà lên xuất chiến đi đại điện bên trong một ít trưởng lão lắc đầu chỉ có thể đi theo bắn ra lúc đầu một số người là nghĩ bằng vào thanh đế thành nội cấm chế cường đại thủ một hồi dạng này bảo thủ một chút giang giật coi như có thể phá tan cấm chế cũng cần thời gian nhưng này a à nhiều người xông ra chỉ có thể trước khai chiến lại nói hiu 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 Từng bầy cường giả bay vụt mà lên, sừng sững tại to lớn thanh đế trên thành uổng phí, đằng sau từng hàng quân đội chỉnh tề đứng thẳng, có thể tới đây quân đội tự nhiên không phải kẻ yếu, thấp nhất đều là thần đế cấp, căn bản không thấy nửa cái thần vương. Mà lại những này quân đội đứng thẳng phương vị tương đối đặc thù, ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đại trận, rất rõ ràng là hợp kích chiến trận. Hơn 20 cái trưởng lão, tăng thêm chạy tới 10 cái phong vương cấp, hết thảy 4 13 người đứng tại phía trước nhất. Đằng sau là chỉnh tề đại quân, đồng phục ngân sắc chiến giáp sòng giã 240 vạn người, mà lại truyền tống trận còn tại sáng lên, đại quân đang kéo dài gia tăng. Nhiều cường giả như vậy cùng quân đội, đem thanh đế trên thành bầu trời đều che đậy. Toàn bộ người khí thế toàn thịnh, đao giáp tại người, để bốn phía không khí đều ngừng lưu động, thành chỉ phía dưới khí tức trở nên phá lệ kiềm chế. Rất nhiều không kịp truyền tống, hoặc là không muốn đi đao ra trực hệ con em trẻ tuổi nhìn qua phía trên mấy trăm vạn trong đại quân tâm đại định chiến ý cao long, hận không thể tự thân lên đi tham chiến. Hưu, nơi chân trời xa một đạo to lớn thân ảnh bay vụt mà lên, thân ảnh kia cao tới ba trượng, như là ma thần khôi ngô, toàn thân đều tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Mặc dù còn tại vạn trượng bên ngoài, một cỗ không hiểu hung uy đã truyền tới, để thành nội bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Cán thi, rất nhiều người nghe qua giang giật có một cỗ cường đại cán thi, đến giờ phút này mới tận mắt nhìn thấy. Bất quá đại đa số người ánh mắt đều nhanh nhanh di động, khóa chặt cán thi trên bờ vai đứng thẳng một cái tóc đỏ nam tử. Cùng cán thi vĩ ngạn thân thể so sánh, cái kia tóc đỏ tuổi trẻ nam tử lộ ra vô cùng nhỏ yếu, tựa như là một con voi trên đỉnh đầu kiến tộc, rất dễ dàng bị người coi thường. Bất quá giờ phút này không ai dám coi thường người trẻ tuổi này, vô số đôi mắt bên trong đều lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý. Đứng tại đao gia bên này lập trường, giang giật tội không thể tha, không chỉ có khiêu chiến đao gia tôn nghiêm, còn chém giết nhà bọn hắn đệ nhất công tử, đánh nhà bọn hắn mặt giờ phút này càng là quang minh chính đại giết tới thanh đế phong mặc dù là địch nhân một chút đao ra con em thấy được giang giật về sau cũng thừa nhận giang giật đích thật là cái nhân vật phong thái khí độ bất phàm đứng tại cự nhân trên thân người kia cũng sẽ trở thành cự nhân giang giật đứng tại cán thi bên trên lộ ra phi thường đặc biệt trên người hắn khí tức phi thường cuồng bạo mái tóc màu đỏ phất phới bị máu tươi nhiễm đỏ thiên phong giáp quang mang lấp lánh tăng thêm hắn như đau gọt củ ấu rõ ràng mặt một đôi băng lãnh như vạn năm lạnh xuyên đôi mắt, có một phen đặc biệt nhiếp nhân tâm phách mị lực ma thần. đây chính là giang giật cho người ấn tượng đầu tiên. giang giật ánh mắt cảm giác đặc biệt sắc bén, tựa như từng thanh từng thanh như đao tử, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. a, à, giang giật ánh mắt tại thanh đế trên thành uổng phí liếc nhìn, lại thả ra thần thức trong thành quét một lần, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ ngạc nhiên. thanh đế trên thành mặc dù đại quân có mấy trăm vạn, nhưng hắn không nhìn thẳng, hắn đang tìm đao nô cùng thanh đế nhưng mà hắn cũng không có cảm ứng được hai người bất kỳ khí thức gì tà môn giang giật nháy nháy mắt chẳng lẽ đao nô cùng thanh đế cố tình bày nghi trận ẩn đi chuẩn bị cho hắn một kích trí mạng hay là đang bố trí một cái cường đại âm mưu giang giật nhận lấy cái chết một đạo tiếng giống giận giữ đem giang giật giật mình tỉnh lại một tên trưởng lão trong tay chiến đao phát sáng lên hắn bạo quát toàn quân nghe lệnh tề xạ suy suy hai triệu người toàn bộ thả ra công kích một sát na kia ở giữa thiên diêu địa động không gian phá toái nhật nguyệt vô quang, chói tai tiếng giết để người phía dưới đều mất thông. Giờ khắc này, phía dưới rất nhiều người coi là thế giới này muốn hủy diệt, loại kia khí tức kinh khủng, rất nhiều người cho rằng đủ để hủy diệt một cái vạn tượng tiểu giới. Vô số thần thức hướng giang giật quét tới, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm sao ngăn cản, làm sao tránh né hơn 200 vạn người cuồng bạo công kích, hắn có thể hay không tại cái này luân phiên công kích phía dưới tiểu thịt nát xương tan đâu. Chỉ là, giang giật cử động để vô số người mê mang bởi vì giang giật căn bản là không có động, cán thì đều không có tránh né, ngược lại khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, cả khuôn mặt trở nên tà khí lẫm nhiên. Hắn thế mà cười, chương 1718, uổng xương thanh đế. Giang giật không có lý do không cười, hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý, thanh đế hoặc là đao nô ở đây, hắn khẳng định đều không thể tới gần thanh đế thành. Dùng hai người chiến lược muốn giết chết hắn quá đơn giản, căn bản không cần bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn đao nô thế nhưng là cầm thanh đế chiến đao a mặc kệ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân chỉ ít thanh đế cùng đao nộ trước mắt không tại giang giật cảm thấy phi thường thống khoái coi như đao nô giờ phút này đã ở nửa đường coi như thanh đế lúc nào cũng có thể giáng lâm nhưng ít ra hắn có cơ hội lôi kéo đao ra một vài đệ tử chôn cùng hắn một tay vỗ cán thi động cự thủ đem hắn nắm trong tay mà hậu thân con đảo ngược tới dùng phía sau lưng đi ngạnh kháng cái này mấy trăm vạn người công kích kiến tộc nhiều cắn chết voi, nhưng cường giả chân chính một người có thể quét ngang ngàn vạn đại quân, kiến tộc giống như không cách nào cắn nát voi ra, coi như lại nhiều lại như thế nào. Âm 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 âm, từng đạo tiếng nổ vang lên, vô số công kích theo nhau mà đến đập vào cán thi phía sau lưng, chỉ là những công kích này hữu dụng không liền xem như có hợp kích chiến trận có thể tăng phúc đại quân lực công kích, coi như cái này 2 triệu người công kích đều đạt tới phong vương cấp lại như thế nào. Cán thi khi còn sống là lực thần nhất tộc gần với tộc Hoàng Đông Đế, sau khi chết bị hắn tàn hồn dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện vạn năm. Cỗ thi thể này cường đại nhưng so sánh hồng mông linh bảo, lục sắc hỏa diễm đều không thể để cán thi có bất kỳ tổn thương, ngụy đế cấp đao lãnh chỉ có thể lưu lại một vết nứt, những người này công kích lại thế nào có thể xé rách cán thi. Bất quá cán thi vẫn là bị liên tục không ngừng công kích cho đập bay, tại một vòng công kích về sau, cán thi bị đập bay trọn vẹn vạn trường. Mặc dù sở hữu công kích bị cán thi chặn, Giang Giật cũng vận dụng huyền hoàng chi lực, vẫn là bị từng đạo bạo tạc chấn động đến khí huyết quay cuồng. Hưu, cán thi rất nhanh nổ bắn ra mà quay về, vô số người đầy mắt chấn kinh ngạc, cán thi không có việc gì thì thôi, giang giật thế mà cũng không có nửa điểm sự tình thậm chí sắc mặt đều không có yếu ớt, chỉ là khóe miệng có chút nhàn nhạt vết máu. Các người công kích xong A đến phiên ta, giang giật thân thể nổ bắn ra mà lên, xếp bằng ở cán thi trên lưng, cán thi tốc độ đạt đến cực hạn, hướng đại quân ngạo nghệ phóng đi. Giang giật hai tay cuồng bạo đàn tấu cổ cầm, hắn không muốn lại cho bất luận kẻ nào cơ hội xuất thủ. Chanh chanh, như cửu u đoạt hồn khúc, lại như trên đời này kinh khủng nhất thanh âm, tiếng đàn vừa vang hơn 200 vạn đại quân, còn có thành nội mấy ngàn vạn con dân toàn bộ đều bị tiếng đàn chấn nhiếp. Lần này giang giật toàn lực xuất thủ, những người kia bị sát khí ảnh hưởng, thống khổ trên không trung lăn lộn phẫn nộ gào thét, hơn 200 vạn đại quân chỉ có 4 năm tên phong vương cấp cường giả còn có thể đứng ở giữa không trung, bất quá trong mắt những người này một sáng một tối, rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn hưu, cán thi vòng qua một cái đường cong, tránh khỏi mấy cái kia phong vương cấp, xông vào trong đại quân. Giang giật không có thời gian cùng những người kia đi dây dưa, không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn quyết định giành giật từng giây trước tiên đem cái này hơn 200 vạn đại quân toàn bộ chém giết. Những này quân đội rất nhiều đều là đao gia thành viên tổ chức, cũng có thanh đế quân, đao gia tộc nhân đoán chừng cũng không ít. Cái này hơn 200 vạn nhân chảm giết về sau, đao nô đao nộ hẳn là sẽ phi thường đau lòng a. À bọn hắn càng đau lòng, giang giật tự càng vui vẻ, càng vui sướng hơn. giang giật giờ phút này rõ ràng có chút cử chỉ điên rồ, trong đầu cái gì suy nghĩ đều không có, chỉ có giết, giết, giết. máu tanh đổ sát lần nữa trình diễn, bất quá lần này lại là tại thanh đế phong vô số võ giả trong lòng thánh địa. năm đó thanh đế ở chỗ này một người ngồi xếp bằng ngàn năm ngộ đạo phong đế trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. sở dĩ ngọn núi này lộ ra phá lệ thần kỳ cùng thần thánh, giang giật ở chỗ này đổ sát kia là đối thánh địa khinh nhờn, đối thanh đế xem thường cùng khiêu khích. Suy suy, cán thi vọt thẳng đi trong đại quân, hai tay cuồng vũ, mỗi lần tùy ý quét qua tự có mấy người bị xé nứt. Các loại chờ cán thi xông vào trong đại quân lúc, giang giật trong tay cổ cầm vừa thu lại, trong tay dung hợp hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng vỗ tới. Hắn hoang hỏa sớm sử dụng hết, lục sắc dung hợp hỏa diễm cuối cùng một đoàn tại độc ma tử địa bên trong dùng. Bất quá lục sắc hỏa diễm không còn, nhưng hắn có ngũ sắc dung hợp hỏa diễm a hắn có mấy cái hỗn độn châu những ngày hạt châu có thể liên tục không ngừng chế tạo hỏa diễm giang giật thứ chín khỏa tinh thần bên trong ngũ sắc dung hợp hỏa diễm còn có rất nhiều loại này hỏa diễm có lẽ đối phó phong vương cấp không có tác dụng gì nhưng đối phó với thần đế cùng phong hào thần đế lại cực kỳ hữu dụng giờ phút này hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi thần đế trực tiếp đốt thành bột mịn phong hào thần đế tốt hơn một chút những người này thường thường lại có cực phẩm thần khí chiến giáp nhưng bọn hắn toàn thân cũng sẽ giấy lên hừng hực liệt hỏa, không chết cũng trọng thương. Giang giật, người dám, tiếng đàn dừng lại, những cái kia phong vương cấp cường giả lập tức tỉnh táo lại, thần thức quét qua đều nổi giận hét lớn. Giang giật giờ khác này ở trong đại quân, phụ cận quá nhiều người, hắn hướng tứ phía đánh ra mấy chục đoàn hỏa diễm, thoáng cái tự thiêu chết ít nhất gần vạn người. Tranh tranh, mọi người bạo tiếng giống vừa mới vang lên, còn chưa kịp bước kế tiếp cử động, giang giật tiếng đàn lại vang lên những cái kia phong vương cấp muốn động đều không động được gian giật bốn phía bị hỏa diễm thanh lý ra một mảnh chân không hắn các loại chờ hỏa diễm tiêu hao đến không sai biệt lắm về sau khống chế cán thì tiếp tục hướng trong đại quân ở giữa đâm xuyên các loại chờ đi mặc đâm vào đi đếm ngàn trượng về sau gian giật thu hồi cổ cầm sau đó quy củ cũ lại thả ra hỏa diễm mười mấy đoàn hỏa diễm bao phủ đi bốn phương tám hướng lúc đầu lít nha lít nhít đám người rất nhanh lại thanh ra một mảnh chân không Chanh chanh, các loại trợ phong vương cấp tỉnh táo lại, Giang giật lần nữa lấy ra cổ cầm, dùng tiếng đàn chấn nhiếp mọi người, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, giết người hiệu suất quá cao quá cao. A, à, phía dưới trong thành đồng dạng truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù Giang giật khoảng cách thành chỉ có hơn hai ngàn trượng, nhưng dung hợp hỏa diễm nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Để một chút thần tướng, thần vương gặp tai bay vạ gió, đương nhiên ngược lại không đến nỗi bỗng chốc bị thiêu chết. Rất nhiều thực lực thấp phó giả trên mặt đất đau đến quay cuồng lên. Bởi vì nhiệt độ cao quét sạch toàn thành, thành nội khắp nơi đều giấy lên hừng hực liệt hỏa, bốc lên khói xanh. Mặc dù thanh đế trong thành kiến trúc là đồng phục đều là tòa thành, nhưng tòa thành bên trong luôn có bản gỗ chiếc ghế giường gỗ a huống hồ thành nội hoàn cảnh yêu mỹ rất nhiều nơi đều cây xanh sum xuê, những ngày cây xanh giờ phút này đều biến thành hắc thụ, khắp nơi khói đặc tràn ngập. Từng cỗ thi thể giáng xuống, đem rất nhiều không có cấm chế bảo hộ tòa thành ném ra từng cái lỗ lớn, ầm vang sụp đổ, mỹ lệ thanh đế thành một mảnh hỗn độn, cảnh hoàng tàn khắp nơi, tựa như tận thế tiến đến. Xong, xong, mấy cái kia linh hồn tương đối cường đại phong vương cấp cường giả, con mắt một hồi thanh minh một hồi huyết hồng, bọn hắn lúc thanh tỉnh trong đầu đều là tính mịch cùng đắng chát. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian có hay không ba nén hương hơn 200 vạn quân đội lại bị tử thương gần nửa. Phía dưới con dân cũng tử thương ít nhất đạt tới trăm vạn trở lên, khắp nơi đều là đốt cháy khét thi thể, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, đau nhức gào giống âm thanh, tiếng khóc, tiếng hô hoán, thanh đế thành triệt để biến thành địa ngục. Bất luận hôm nay có thể hay không giết chết giang giật, thanh đế cùng đao ra mặt đều đã bị đánh sưng lên, đường đường thanh đế thành thế mà bị một người cho đổ thành, nếu như không có ngoài ý muốn, thành nội tất cả mọi người hôm nay đều chớ nghĩ sống, thanh đế thành lại biến thành tử thành. Ông, mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, bầu trời đột nhiên phong vân phun trào, chấn động không ngớt, tiếp lấy một đạo kinh khủng đến mức làm cho tất cả mọi người hít thở không thông khí tức theo hư không bên trên truyền đến. Trên không trung hiện lên một đôi mắt, một đôi như cửu thiên thần linh làm người ta sợ hãi, tâm thần cúng bái to lớn đôi mắt. Thật lớn mật, một đạo như như lôi đình thanh âm nổ vang, tất cả mọi người cảm giác trái tim muốn nhảy ra, tiếng đàn tại thời khắc này ngừng lại. Thành nội tất cả mọi người không dám động, đình chỉ kêu thảm, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn cặp mắt kia, cái kia đạo như như lôi đình thanh âm vang lên lần nữa, giang giật, dám tại thanh đế thành đồ thành bản đế hôm nay không giết ngươi, uổng xưng thanh đế chương 1719, thanh đế lão cầu. Thanh đế rốt cục vẫn là đã bị kinh động, dĩ nhiên không phải đao nô đưa tin cho thanh đế. Mà là thanh đế tại thanh đế thành nội lưu lại một tia ấn ký, hắn cảm ứng được thành nội dị trạng, sở dĩ thông qua đại thần thông tại thành trì phía trên ngưng tụ một đôi mắt. Chỉ là nhìn thấy tràng cảnh lại kém chút phá đạo tâm của hắn, khiến cái này năm qua chưa hề tức giận nội tâm lần thứ nhất nổi giận. Đao nô đi di tích cổ, dẫn một đám người đi diễn một tuồng kịch, cái kia di tích cổ có thể là một cái đặc thù không gian, căn bản không thể đưa tin. Đoán chừng giờ phút này đao nô còn không biết giang giật giết tới thanh đế thành, đao nộ cùng đao lãnh còn bị ngụy bình bình hai người cuốn lấy, nếu không phải thanh đế lưu lại một tia ấn ký trong thành, đoán chừng giang giật đem thành trì san thành bình địa còn có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Rốt cuộc đã đến sao? Giang giật đàn tấu hai tay ngừng lại, híp híp nhìn qua phía trên, hắn cũng không phải là bị thanh đế khi thế chân áp không thể động, hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn nhìn thấy chính mình lúc trước kiến tạo thành chỉ biến thành địa ngục, đến cỡ nào nổi giận mà thôi. Giang giật nội tâm đã cử chỉ điên rồ, căn bản là không có nghĩ tới trốn, thanh đế đều đi ra, mặc dù ngưng tụ một đôi mắt, nhưng mặc kệ thanh đế ở phương nào hắn đều trốn không thoát, bị thiên hạ đệ nhất nhân khóa chặt, còn có ai có thể cứu hắn. Nhìn thấy bầu trời cặp kia to lớn trong ánh mắt tức giận, Giang giật không hiểu cảm giác được thật nhanh ý, hắn đột nhiên thu hồi cổ cầm, đứng lên ngửa mặt lên trời cười như điên nói, uổng xưng thanh đế ha ha ha, lão cẩu, người vốn là không có tư cách xưng đế, thế giới này chỉ có một cái đế quân, cái kia chính là thiên đế. Người thì tính là cái gì, cũng có thể tự xưng là đế. Yên tĩnh, toàn thành yên tĩnh như chết, rất nhiều người vốn muốn cùng thanh đế dập đầu khóc lóc kể lể, rất nhiều người bản còn tại đau nhức gào giống bên trong, rất nhiều người không kiên nhẫn đang thấp giọng thúc thít, nhưng ở giang giật tiếng giống giận này về sau, toàn trường thế mà quỷ dị an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mộng, rất nhiều người toàn thân run rẩy, sâu trong linh hồn đều sợ hãi không thôi. Thanh đế, đối với toàn trường người mà nói, đó là chân chính thần linh, đó là bọn họ chủ nhân, là cao cao tại thượng trí tôn, là nhân tộc chúa tể. Thanh nội tất cả mọi người đối với thanh đế đều sùng kính tới cực điểm, thậm chí đều dùng thanh đế nô bộc tự cho mình là, rất nhiều trong nhà người ta đều trưng bày thanh đế pho tượng, ngày đêm cúng bái. Lại có thể có người dám nhục mạ thanh đế nói hắn là lão cẩu, nói hắn không có tư cách xưng đế, nói hắn tính là thứ gì. Trọng yếu nhất chính là, thanh đế giờ phút này ngưng tụ một đôi mắt, cái kia chính là chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Trong lòng bọn họ bên trong thần linh, trí cao vô thượng chúa tể bị người chỉ vào cái mũi mắng, tất cả mọi người mộng. Đều vô cùng sợ hãi, sợ hãi thanh đế tức giận phía dưới, hạ xuống thần phạt, đem bọn hắn tất cả mọi người nhục thân cùng linh hồn đều cho xóa đi. Giang giật không sợ, hắn vốn là không sợ chết, huống chi thanh đế chỉ là ngưng tụ ra một đôi mắt hắn chân thân cũng không ở chỗ này mà lại sau so thanh đế kẻ càng đáng sợ hơn hắn đều gặp cửu dương thiên đế tàn hồn ngay tại hỏa long kiếm bên trong thanh đế đối với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì đồ vật muốn chết thanh đế nổi giận thanh âm truyền đến tiếp lấy hư không chấn động cặp mắt kia biến mất thay vào đó là một bàn tay cực kỳ lớn đối giang giật nghiền ép mà xuống sốt cục phải chết sao giang giật khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ không bằng hắn cũng không có ngồi chờ chết mà là bản năng khống chế cắn thi đem hắn thân thể bắt lấy, đồng thời trong cơ thể hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển. Oanh, cán thi từ giữa không trung bị một trường đập xuống, giang giật tự nhiên cũng bị đập xuống. Cái này trưởng quá kinh khủng, kia cuồng bạo khí tức trực tiếp đem người xung quanh chấn động ra đi, đem phía dưới một chút nửa chết nửa sống người sống đánh chết, đem cán thi liên quan giang giật nện vào thanh đế dưới thành, ném ra một cái cự đại hố sâu, hố sâu phía trên còn có thể nhìn thấy một cái dấu bàn tay rành rành, năm ngón tay rõ ràng rầm 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 trời đất quay cuồng cả tòa thanh đế phong kịch liệt lay động thanh đế thành chấn động không thôi rất nhiều tòa thành ầm vang sụp đổ phụ cận một chút thâm thụ trọng thương võ giả bị cuồng bạo khí kình trực tiếp đánh ngất đánh chết đi qua thanh đế chi nộ toàn thành người linh hồn lại một lần nữa run rẩy bọn hắn thần bạo nộ rồi vô số người sợ hãi quỳ trên mặt đất phục phục một cử động nhỏ cũng không dám hưu một đạo tiếng xé gió đem mọi người giật mình tỉnh lại cái kia trong hố sâu một cỗ cán thi bắn ra cán thi trên thân nhiều chỗ vỡ ra, vô cùng thê thảm, đầu đồng dạng còn có một cái khe, nhưng rõ ràng còn chưa bị hủy đi. Ha 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 ha, một đạo tiếng cười to, lại để cho toàn thành người chấn kinh ngạc không thôi, giang giật thế mà cũng không chết bất quá khóe miệng tiên huyết còn tại chảy ra, hắn đứng tại cán thi trên bàn tay cười to không thôi, giống giận, ha ha ha, thanh đế lão cẩu, người không phải chiến lược thiên hạ đệ nhất sao người đường đường thiên hạ đệ nhất nhân, một trường thế mà đập không chết phi thăng mới hơn một năm tiểu võ giả ngươi ném không mất mặt ngươi tu luyện mấy ngàn năm muốn tu luyện đến cầu thân lên sao? Tu luyện tới cầu thân lên. câu nói này làm người rất đau đớn, để vô số người tức sùi bọt mép. thanh đế là chủ nhân của bọn hắn, nhục nhã thanh đế so giết bọn hắn đều muốn khó chịu. bất quá rất nhiều người ngược lại là phi thường kinh ngạc, làm sao thanh đế tức giận phía dưới liền một cái nho nhỏ giang giật đều giết không chết giang giật thế nhưng là bay vụt mới hơn một năm a, à. cái này xác thực hoạt thiên hạ cười chê thanh đế hẳn là khoảng cách bên này phi thường xa. Đao gia trưởng lão ngược lại là nghĩ thông suốt, thanh đế chiến lực không cần hoài nghi, bóp chết giang giật cùng một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Giải thích duy nhất liền là hắn cách quá xa, như thế khoảng cách có thể phóng thích như thế cường đại công kích đã phi thường khó được, giang giật người mặc thiên phong giáp, cắn thi thay hắn tiếp nhận đại bộ phận công kích, giết không chết hắn cũng bình thường. Trên thực tế, giống như giang giật không có đột phá phong vương cấp, vừa rồi hắn tuyệt đối chết rồi. Hắn vận chuyển huyền hoàng chi lực, nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, mặc dù như thế hắn còn bị chấn động đến xương cốt đứt gãy mấy cây, nội tạng vỡ ra. Tiểu tử, chờ, bản đế rất nhanh sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính chiến lực. Thanh đế lần này không có nổi giận, cũng không tiếp tục ngưng tụ một đôi mắt, càng không có phóng thích công kích, đoán chừng hắn biết rõ cách xa như thế khoảng cách diệt sát không được giang giật. Ngươi mau lại đây a, à, nếu không cái này thành trì liền muốn biến thành một tòa thành chết. Giang giật không có nửa điểm e ngại, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng tiếp lấy hai tay tuôn ra vô số hỏa diễm hướng bốn phía đại quân đột nhiên vỗ tới dù sao là cái chết dù sao trốn không thoát hắn quyết định tại thanh đế đến trước đó tận khả năng kéo càng nhiều người chôn cùng a à, a à, đồ sắt tiếp tục giang giật điên cuồng khống chế cắn thì bay đi người ở nơi nào thêm hướng chỗ nào bay hỏa diễm không cần tiền cuồng thẻ hắn cũng không sử dụng cổ cầm trấn nhiếp chỉ bằng mượn thiên phong giáp cùng thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng thanh đế tốc độ quá nhanh coi như tại ước ngoài vạn dặm, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tới, hắn nhất định phải dành giật từng giây chém giết tận khả năng nhiều người. rầm rầm rầm, hắn còn thỉnh thoảng ném ra từng cái to lớn trưởng ấn, đem từng tòa tòa thành san thành bình địa, để cả tòa thanh đế thành triệt để biến thành phế tích. lần này thành nội người đã chết càng nhiều, cũng may người già trẻ em là trước tiên chuyển di, nếu không những người kia căn bản ngăn không được hỏa diễm nhiệt độ cao. ầm 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 ầm, khắp nơi đều là tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng khóc khắp nơi đều là thi thể, đều là sụp đổ tòa thành, khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên, mùi máu tươi tràn ngập cả tòa thanh đế thành, nơi này triệt để biến thành địa ngục. Cắt cắt chương 1720, vốn là đồng can sinh. Thanh đế rời đi thanh đế thành có đoạn khoảng cách, hơn 5.000 vạn lý, thanh đế tốc độ thật nhanh, trước mắt toàn bộ hồng mông thế giới có thể so sánh tốc độ của hắn nhanh người không cao hơn ba người. Mặc dù như thế hắn muốn chạy tới, ít nhất cũng phải thời gian một nén nhang. Đây là hắn sử dụng phong đế cấp mới có thể sử dụng thuấn di thần thông, giống như dựa vào bay, ít nhất phải hai nén hương trở lên. Thời gian một nén nhang phi thường ngắn, nhưng đầy đủ giam giật thỏa thích tàn sát, hắn không lọt vào mắt bốn phương tám hướng phóng tới công kích. Thiên phong giáp cùng nhưng so sánh ngụy đế cấp nhục thân có thể ra sức bảo vệ hắn không chết, những cái kia phong vương cấp đuổi giết hắn đánh, đồng dạng chỉ là để hắn thụ thương thôi. Hắn bất hòa phong vương cấp dây dưa, đương nhiên nếu có mắt không mở ngăn tại hắn phía trước, Cắn thi lợi trảo hội tiến hắn lên đường. Hắn biết rõ thời gian phi thường gấp gáp, hắn muốn đem đại quân toàn bộ lưu lại, giết đến thanh đế thành nội khắp nơi đều có thi thể. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong ngũ sắc hỏa diễm lúc đầu có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã không sai biệt lắm bị hắn toàn bộ thả ra ngoài. Hơn 200 vạn đại quân, tăng thêm hơn 2.000 vạn con dân, thành nội khắp nơi đều là người, loạn thành một đống, rất nhiều con dân hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, rất nhiều đại quân nhưng từ giang giật chen chúc mà đến để thành nội loạn hơn mấy phần. Vừa rồi thanh đế ngưng tụ cặp mắt kia trước đó, hơn 200 vạn đại quân đã bị giết gần nửa, giờ phút này mấy chục luân phiên công kích phía dưới, lại có mấy mười vạn người hoặc là bị bỏng, hoặc là bị thiêu chết. Mười mấy tên phong vương cấp chỉ còn lại không tới 20 người, thành nội bị tai hóa con dân càng là đạt tới hơn 500 vạn, đây là giang giật không có cố ý nhằm vào bình dân kết quả, nếu không bình dân tử thương tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Những bình dân này chiến lược thấp, có thể gọi là bình dân. Kỳ thật bọn hắn không phải thật sự bình dân, nếu không làm sao có tư cách ở tại thanh đế thành những người này cơ bản đều là phụ thuộc đao gia cùng thanh đế đại gia tộc tử đệ tộc nhân, thành nội đại gia tộc vượt qua 300 cái, bọn hắn tộc nhân cùng con em vốn cho rằng ở tại thanh đế thành kia là trên đời này an toàn nhất địa phương, lại không nghĩ rằng gặp tai họa ngập đầu. Âm 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 âm, thời gian trôi qua nửa nén hương, giết chóc vẫn còn tiếp tục, giang giật con mắt giết đỏ lên, căn bản không quản nhiều như vậy. Hắn gần như hoàn toàn nhập ma, biên dại, bên nào nhiều người hướng bên kia sông coi thường bốn phương tám hướng phóng tới công kích nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết hết thành nội tất cả mọi người để thanh đế mặt càng xương mấy phần thanh đế thời khắc đều có thể đuổi tới thiên hạ tri đại hắn không đường có thể trốn cửu dương thiên đế còn tại trong ngủ mê coi như tỉnh lại lại như thế nào hắn chỉ còn lại một tia tàn hồn cái này tia tàn hồn tại thiên tinh giới ẩn núp trăm vạn năm không có biến mất đã đáng quý đằng sau còn giúp hắn đánh chết một cái minh tướng kiến tạo một cái đại trận, hắn tàn hồn coi như tỉnh táo lại, thanh đế như thế trong cơn giận dữ, đoán chừng cũng sẽ coi thường hắn, trực tiếp diệt sát giang giật. Thanh đế đã có thể làm cho đao nô hao tổn tâm cơ giết hắn, điều này nói rõ thanh đế cũng không có quá cố kỵ hắn cái này thiên đế truyền nhân thân phận. Càng nói rõ, thanh đế đối với cửu dương thiên đế không phải quá trung thành, sống cửu dương thiên đế có lẽ hứa thanh đế hội triệu phục, chết cửu dương thiên đế tuyệt đối không ngăn cản được hắn. Oanh, Giang giật bị một đạo lưu quang đánh trúng, thân thể của hắn theo cán thi đại thủ bên trong bị tươi sống đập bay, nện vào một tòa thành lâu đài bên trong, hắn thân thể rất nhanh theo trong thành bảo bay đi, lắc lắc đầu, lau lau rồi thoáng cái khóe miệng tiên huyết. Trong đầu đau từng cơn, tựa hồ để hắn thanh tỉnh một chút, trong mắt hồng quang không có trói mắt như vậy. Hắn bốn mắt liếc nhìn hóa thành phế thích thanh đế thành, nhìn qua bốn phía khói đặc cuồn cuộn tàn triền miên bức tường đổ, hắn không hiểu có vẻ bi thương, có lẽ nơi này chính là hắn giang giật mai cốt chi địa đi. Hắn không có tiếp tục công kích, tựa hồ có chút xiết mệt mỏi, mệt mỏi, chết lặng. Hắn sướng sờ đứng tại giữa không trung, nhìn qua toàn thành thi thể, tinh thần có chút hoảng hốt, hắn dạng này giết chóc đến cùng là đúng hay sai hắn muốn hay không tiếp tục giết tiếp. Mị ảnh vương địa sát phương thiên hàn vương tin chết, thanh đế đao nô phí hết tâm tư muốn giết hắn, cái này khiến nội tâm của hắn tràn đầy một cỗ lệ khí, giờ phút này lệ khí triệt để phát tiết ra ngoài, trong lòng của hắn sát ý cũng phai nhạt mấy phần. Thôi, 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 đều khác đừng công kích, ta không muốn lại giết người. Hắn đột nhiên quát khẽ, thân thể bay lên đem cán thi thu hồi, lên một tòa thành lâu đài đỉnh chóp ngồi xuống. Hắn lãnh mâu bốn phía liếc nhìn, nhìn qua những cái kia chuẩn bị động thủ đao ra cường giả, quát lạnh nói, các ngươi ai còn dám động thủ, có tin ta hay không các loại chờ thanh đế đuổi tới trước đó lại giết mấy chục vạn người các ngươi đám phế vật này có thể giết chết được ta. Bốn phía vốn chuẩn bị công kích người đều ngừng lại, mặc dù trên mặt đều là bi vẫn cùng nổi giận, nhưng Giang giật nói là tình hình thực tế, bọn hắn không dám động chỉ cần giang giật không trốn liền tốt thanh đế chạy tới giang giật hẳn phải chết giang giật tựa hồ mệt mỏi thật sự mệt mỏi lại tựa hồ cảm thấy hắn dù sao là chết giết nhiều mấy người thiếu giết mấy người đã không có bất cứ ý nghĩa gì đầu hắn đột nhiên chôn thật sâu dưới hai tay bắt được tóc trên mặt đều là vẻ mệt mỏi hắn trầm mặc mấy hơi thời gian đột nhiên ngẩng đầu đùa cợt nở nụ cười ánh mắt ở phía dưới giữa không chung những cái kia quân sĩ cường giả trên mặt đảo qua có chút cảm khái nói vì cái gì vì cái gì đến cùng là vì cái gì nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, chúng ta lại tại cái này tương hỗ tàn sát đại hạ tương khuynh, toàn bộ đều muốn hủy diệt, chúng ta lại nội đấu đến khoan khoái ai có thể nói cho ta, đến cùng là ta sai rồi vẫn là đau nô sai vẫn là thanh đế cái kia lão cầu sai hay là thế giới này tồn tại bản thân liền là một sai lầm. Không ai trả lời giang giật vấn đề, rất nhiều người căn bản không có đi suy nghĩ, bất quá có thiếu số người hay là như có điều suy nghĩ. Đương nhiên bọn hắn rất nhanh khinh bỉ ra mặt cười nhạo, Giang giật phạm phải ngập trời chi tội, thanh đế liền muốn tới, hắn còn muốn giả mù sa mưa tại cái này cảm khái. Có lẽ trong lòng bọn họ, việc này từ đầu tới đuôi đều là giang giật sai, đau nô đau nô đau lãnh vĩnh viễn là đúng, thanh đế càng là tuyệt đối sẽ không sai. Ai, giang giật vô lực nhắm mắt lại, hắn đột nhiên có một tia hối hận, xính nhất thời sự sảng khoái, phát thiết nội tâm lửa giận, lại làm cho thanh đế thành chết nhiều như vậy cường giả, còn có rất nhiều người vô tội, bất luận việc này ai đúng ai sai, hắn tuyệt đối là tội không thể tha. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, hắn cảm khái một tiếng, không nói thêm gì nữa, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại tòa thành đỉnh chóp, chờ đợi thanh đế đến, chờ đợi tử vong đến. Tốt một câu vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, phá vỡ thành nội quỷ dị bình tĩnh. Cái kia đạo giọng nữ tựa hồ từ phía trên bên cạnh bay tới, lại tựa hồ theo lòng đất xuất hiện, để giang giật hổ khu kịch chấn. Giang giật, lúc đầu ta không muốn cứu ngươi, bởi vì ngươi sát tâm quá nặng, giết chết nhiều như vậy vô tội sinh linh, phạm vào tội lớn ngập trời. Bất quá niệm tình ngươi lương tâm chưa mất, bản tính vẫn còn, ta phá lệ lại cứu ngươi một lần đi. Hy vọng, ta lần này không có nhìn lầm người, sẽ không cho hồng mông thế giới mang đến càng lớn tai nạn. Thanh âm rơi xuống, thanh đế dưới thành đột nhiên vỡ ra một đảo cái khe to lớn, một cái to lớn dễ cây phá đất mà lên, như thiểm điện cuốn lấy giang giật đem hắn kéo vào lòng đất. Ách, bốn phía đao ra cường giả khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, nhao nhao phóng thích công kích, nhưng này dễ cây tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt đã lôi kéo giang giật xuất vào lòng đất, biến mất không thấy. Thanh linh, người dám, một đạo to lớn tiếng gầm gừ theo phía tây bầu trời truyền đến, thanh đế bạo giống tiếng giống vang vọng phương viên trăm vạn lý, thanh linh, đây là chúng ta nhân tộc nội bộ tranh đấu, người một cái chỉ là yêu tộc dám nhúng tay ngươi như cứu đi giang giật, bản đế định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1721, vô cùng nhục nhã. Thanh Linh là một cái cây, là thế giới này nhất cường đại cây. Ai cũng không biết cây này là từ đâu xuất hiện, ước chừng là tại mấy ngàn năm trước minh tộc cùng nhân tộc một lần đại chiến lúc, Thanh Linh đột nhiên xuất hiện. Nàng cũng không có tham chiến, mà là giúp nhân tộc trị liệu thương binh, có nàng tại nhân tộc chỉ cần không có trong nháy mắt chết đi, đều có thể lập tức chữa khỏi. Trận chiến kia lúc đầu nhân tộc đại quân muốn toàn quân bị diệt, cuối cùng thế mà chuyển bại thành thắng theo kia chiến lên thanh linh tựu danh chấn toàn bộ thiên giới, nàng trở thành thiên giới anh hùng, các đại đế thượng khách, mỗi cái thế lực lớn đều nghĩ kết giao lấy lòng nàng. Thanh linh cuối cùng không có lựa chọn gia nhập bất luận cái gì đại quân, bất quá đại chiến thời điểm nàng đều xảy ra chiến trợ giúp nhân tộc. Có nàng ở thời điểm, nhân tộc khí thế như hồng, mỗi lần chiến tất thắng, nàng trị liệu năng lực có thể xưng nghịch thiên. Nàng không phải từng cái trị liệu, mà là từng mảnh nhỏ trị liệu, mỗi lần đều có thể trị liệu mấy vạn người có nàng tại nhân tộc tỷ số chết giảm mạnh, thế như trẻ tre, thoáng cái thu phục rất nhiều mất đất. Đã từng một lần, nhân tộc coi là có thể bằng vào thanh linh chuyển bại thành thắng, nhất cử trấn áp minh tộc. Nhưng đằng sau phát sinh hai chuyện, thanh linh đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện. Chuyện thứ nhất là minh đế tự mình xuất thủ, truy sát thanh linh 10 ngày 10 đêm, cuối cùng thanh linh mặc dù may mắn đào thoát, lại tựa hồ như bị minh đế dọa sợ, nàng đằng sau cự tuyệt xuất chiến. Chuyện thứ hai, nghe nói thanh linh thích diệt ma đại đế, đáng tiếc diệt ma đại đế ghét bỏ nàng là yêu tộc cũng không có tiếp nhận phần này tình cảm khiến cho đến thanh linh nội tâm rất là thụ thương lúc này mới đi xa tha hương biến mất tại thiên giới không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn năm thanh linh xuất hiện lần nữa mà lại tại thanh đế sẽ đuổi tới thanh đế thành lúc xuất hiện đem giang giật mang đi thanh nội quân đội con dân người người động dung giận không thể nghỉ giang giật hôm nay phạm phải tội lớn ngập trời đổ sát mấy triệu người hủy đi thanh đế thành còn nhục mạ thanh đế tại tất cả mọi người trong lòng giang giật muốn bị thiên đao vạn quả, muốn bị lăng trì xử tử. ai dám cứu giang giật? cái kia chính là thanh đế địch nhân, là đao gia địch nhân, là thanh vực ước vạn vạn con dân tử địch. vù vù, vô số người nổ bắn ra mà lên, còn lại phong vương cấp đều hướng cái kia sâu không thấy đáy hố to đuổi theo, muốn đuổi theo giang giật, muốn ngăn cản thanh linh. chỉ là những này phong vương cấp thực lực đều không mạnh, mà thanh linh lại là phong đế cấp cường giả, đừng nói bọn hắn coi như đao nô đều đuổi không kịp a. À. Thanh linh chỉ là vận dụng một cái dễ cây, bản tôn không biết ở phương nào. Mọi người đi theo địa động rơi vào lòng đất, rất nhanh toàn bộ trợn tròn mắt. Lòng đất người vạn trượng phía dưới, có vô số địa động, lít nha lít nhít căn bản đếm không hết, ai cũng không biết thanh linh đầu kia dễ cây từ chỗ nào bên cạnh thẳng đi. Người khác không biết, thanh đế biết rõ. Thanh đế cảm giác lực phi thường cường đại, ước vạn lý đều có thể cảm giác, bằng không hắn tại 5.000 dặm bên ngoài mê tung thạch lâm, làm sao có thể cảm ứng được thanh đế thành tình huống bên này làm sao ngưng tụ cặp kia mắt to cùng cái kia cự đại thủ trưởng thân ảnh của hắn giờ khắc này ở không trung không ngừng lấp lóe mỗi lần lấp lóe đều có thể vượt ngang trăm vạn lý không thể không nói thanh đế tướng mạo phong thái phi thường tuyệt thế hắn người mặc một thân thanh bào trừ cái đó ra cái gì phối sức đều không có không bằng hắn người này gương mặt này liền có thể để trên đời này đẹp nhất trang sức thất sắc trên người hắn có một cỗ không hiểu khí tức có một loại thần bí ma lực cũng như Phật Đà trên người Phật Quang bất luận kẻ nào đoán trừng liếc hắn một cái đều sẽ trong cảm giác tâm khuấy động đều sẽ có một loại quỳ bái cảm giác cái kia tấm nhìn không ra niên kỳ mặt dị thường khôi ngô dương cương tràn ngập nam tính mị lực đoán trừng thanh đế tùy ý đi cái kia thành trì chạy một vòng đều có thể mê đảo vô số đại gia tộc tiểu thư trên thực tế thanh đế lúc còn trẻ có vô số tiểu thư si mê hắn thậm chí rất nhiều đại gia tộc tiểu thư vì hắn cả đời không gả mãi cho đến chết đều đang đợi lấy hắn lọt mắt xanh Đáng tiếc thanh đế cả đời vấn đạo, thân không không chuyên tâm, hắn cho rằng phàm nhân tình cảm kia là trói buộc đắc đạo ma chướng, muốn chân chính chứng đạo, kia chỉ có chặt đứt phàm duyên, lục căn thanh tịnh. Thanh đế trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, không bằng hắn một đôi sâu xa như biển bên trong trong con ngươi, vẫn có thể cảm ứng được một chút tức giận. Thanh đế đã rất nhiều năm không có sinh khí, coi như lần trước đào nô đào lãnh đi cửu dương thành, hắn cũng truyền lời, cuối cùng giang giật lại bị ngụy bình bình ra sức bảo vệ, hắn vẫn là không có sinh khí lần này hắn là thật nổi giận càng là đại nhân vật càng chú trọng mặt mũi càng yêu quý vũ dực thanh đế muốn chém nước trần duyên muốn sáu trương thanh tịnh nhưng hắn còn không phải chân chính vô dục vô cầu thần tiên sở dĩ hắn rất nổi giận một cái hoàng khẩu tiểu nhi huyết tẩy thanh đế thành đồng thời trước mặt mọi người nhục mạ hắn lão cẩu cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì chỉ cần đem giang giật chém giết mặt mũi của hắn vẫn có thể thu hồi lại hắn sỉ nhục liền có thể rửa sạch Thanh Linh lại tại hắn ngay dưới mắt đem giang giật cứu đi nếu quả như thật cứu đi, hắn cái này mặt mo để nơi nào viêm đế lân hậu cuồng đế bọn người có thể hay không cười đến rụng răng. Nghĩ tới đây, Thanh Đế Thuấn Di tốc độ càng tăng nhanh hơn một phần. Thanh Linh tốc độ rất nhanh, nhưng so cái khác vẫn là chênh lệch một tia, hắn một mực có thể cảm ứng được cây kia cuốn lấy giang giật dễ cây. Hắn quyết định coi như truy sát đi chân trời góc biển, coi như truy sát đi minh giới hắn đều nhất định muốn chém giết giang giật, bởi vì đây là hắn vô cùng nhục nhã suy suy, lòng đất vạn lý phía dưới, Giang giật bị một cái rễ cây cuốn lấy nhanh chóng ghé qua, bốn phía đều đen nhánh, bùn đất khí tức hôi thối đập vào mặt. Giang giật nội tâm rất phức tạp, có một ít kinh hỉ, có một tia mờ mịt, còn có một số bối rối cùng sợ hãi. Ai cũng không muốn chết, giống như có thể trốn được một mạng, hắn khẳng định muốn sống sót. Nhưng đào mệnh muốn làm sao trốn coi như thanh linh cứu được hắn, mang theo hắn rời đi thanh đế thành, tự thật có thể đào tẩu thanh đế thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân A, Thanh Linh giống như chiến lực so thanh đế mạnh, nàng như thế nào lại vùi ở luyện ngục bí cảnh bên trong? Lân hậu đã từng nói, Thanh Linh là bị Minh Đế bể mật, Sở Dĩ núp ở luyện ngục bí cảnh không dám tới thiên giới. Theo Lân hậu trong khẩu khí cũng không có nghe được đối Thanh Linh có bao nhiêu kiêng kỵ, điều này nói rõ Thanh Linh chiến lược hẳn là so ra kém Lân hậu, chứ nói chi là thanh đế. Sở Dĩ thiên hạ phía dưới các nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiên hạ đệ nhất nhân truy sát, coi như lên trời xuống đất. Thanh đế đoán chừng đều có thể tìm tới a à bỏ chạy địa giới Thanh đế một khi hạ giới, địa giới cũng không biết muốn chết bao nhiêu người bỏ chạy thiên tinh giới kia càng là chê cười. Trong thiên hạ đều là vương thổ, Thanh đế có thể điều động lực lượng quá tốt đẹp lớn, đoán chừng hắn ra lệnh một tiếng, Lân Hậu cuồng đế viêm đế bọn người muốn cho hắn mặt mũi a à đã như vậy, thiên địa này chi đại các nàng lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Hắn còn có một số sợ hãi, sợ hãi Thanh Linh bởi vì cứu hắn bị Thanh đế giết chết. Bên tai gió đang gào thét dễ cây như một con cự xả hướng nơi xa cấp tốc rút về, nhanh đến mức dọa người. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có nghe được dễ cây cùng bùn đất thạch đầu ma sát thanh âm, cùng tiếng tim mình đập. Trọn vẹn qua hai nén hương thời gian về sau, Giang giật rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh linh đại nhân, chúng ta có thể đào tẩu sao tốc độ của ngươi so thanh đế nhanh sao. Thanh đế tốc độ nhanh hơn ta, thanh linh thanh âm rất nhanh vang lên, bất quá là truyền âm, Giang giật, ta chỉ có thể đưa ngươi đi hư không bên ngoài, sau đó ta giúp ngươi dẫn ra thanh đế. Còn ngươi có thể hay không đào tẩu, vậy liền xem ngươi bản sự cùng vận khí. Chương 1722, Thiên yêu giới. Dẫn ra thanh đế, Giang giật sắc mặt khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, Thanh linh đại nhân, giống như ngươi không có nắm chắc tự vệ, vậy vẫn là đừng quản ta. Giống như bởi vì ta, ngươi nhận lấy bất cứ thương tổn gì, ta coi như có thể đào tẩu cả một đời cũng sẽ lương tâm bất an. Ngươi lần trước tại Dung Nham Tử địa tựu đã cứu ta một mạng còn ban thưởng ta thần thụ diệp, người đối ta đại ân cả một đời đều không thể báo đáp. Ha ha, người tiểu gia hỏa này coi như có chút lương tâm. Dễ cây tiếp tục mang theo giang giật tiến lên, thanh linh truyền âm tiếp tục vang lên, bất quá ngữ khí lại trở nên nghiêm khắc mấy phần, tiểu gia hỏa, người hẳn phải biết thân phận của ngươi, ngươi không thể xem thường từ bỏ, toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn nhờ vào ngươi, ngươi nếu không thể đánh lui minh tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn vĩnh viễn bị minh tộc chân áp. Ây, giang giật đầy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới thanh linh thế mà biết rõ hắn cùng cửu dương thiên đế sự tình, hắn nghĩ nghĩ nghi ngờ hỏi, đại nhân, ngài, làm sao mà biết được, ha ha, thanh linh truyền âm nói, người tu luyện cái chủng loại kia công pháp phi thường huyền bí, còn có người thần hạch bên cạnh cái kia tiểu thần hạch phi thường kỳ dị, đương nhiên, còn có thanh kiếm kia, trên đời này có thể sáng tạo thần kỳ như thế công pháp, chỉ có các ngươi nhân tộc cái kia thiên đế. Mặc dù, ta còn không có nhìn ra người tiểu gia hỏa này có cái gì chỗ đặc thù, mà lại sát tâm quá nặng, nhưng đã ngươi là thiên đế chọn chúng người, ta tự nhiên muốn bảo vệ thoáng cái ngươi, dù sao nhân tộc diệt phong, tự đến phiên yêu tộc. Thì ra là thế, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phiên này thần thụ đối với hắn tốt như vậy, còn ban cho hắn thần thụ diệp, xem ra là bởi vì cửu dương thiên đế nguyên nhân. Nhưng là, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, coi như trốn, ta có thể chạy trốn tới đâu đây thanh đế thần thông quảng đại, hắn muốn truy sát ta, coi như ta chạy trốn tới chân trời góc biển hắn cũng có thể tìm tới của ta. Đúng rồi, đại nhân, nếu như ta lộ ra thân phận, thanh đế có thể hay không đến đây dừng tay. Giang giật trong lòng còn có may mắn, muốn lấy cửu dương thiên đế thân phận trấn áp thanh đế, không bằng hắn nội tâm cũng không ôm hy vọng, chỉ là muốn hỏi một chút thanh linh ý nghĩ thôi. Ha ha, thanh linh lần nữa cười một tiếng, bất quá lần này càng lạnh hơn mấy phần, nàng đùa cờ truyền âm nói, người bày ra không sáng thân phận, thanh đế đều sẽ truy sát người đến chết, kỳ thật ta một mực hoài nghi nhân tộc phản đồ liền là thanh đế, diệt ma đại đế liền là thanh đế hại chết. Mà lại thiên đế chết phải cùng đời trước thanh đế, cũng chính là thanh đế sư phó có rất lớn quan hệ. Cái gì, giang giật linh hồn kịch chấn, diệt ma đại đế là thanh đế hại chết thanh đế là nhân tộc phản đồ thiên hạ đệ nhất nhân, nhân tộc chúa tể, thủ hộ thần lại là nhân tộc phản đồ tin tức này quá mức có tính chấn động, để giang giật nhất thời có chút không tiếp thụ được. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, thanh linh thanh âm trở nên phá lệ ngưng trọng, nàng trịnh trọng bàn giao nói, ta lập tức muốn phá vỡ hư không, chế chúc ta hội phóng thích đại thần thông đem ngươi đưa tiến, sau đó đem thanh đế dẫn ra. Ngươi đừng lo lắng ta, thanh đế mặc dù cường đại, nhưng minh đế năm đó đều không giết chết được ta, thanh đế cũng không có năng lực này. Ngươi phải nắm chặt thời gian đào tẩu, chỉ cần ngươi có thể tại thanh đế đuổi kịp trước ngươi chạy trốn tới độc ma tử địa, ngươi tự có sống sót hy vọng. Độc ma tử địa, Giang giật lần nữa ngạc nhiên, hắn trước đó không lâu mới từ độc ma tử địa truyền tống tới, lại đi độc ma tử địa độc ma tử địa có thể bảo vệ hắn không bị thanh đế truy sát chẳng lẽ giang giật nhớ tới độc ma tử địa bên trong thần thức không thể dò xét hắn có thần thụ diệp không sợ độc vụ chẳng lẽ thanh linh ý tứ để hắn giấu ở độc ma tử địa bên trong dạng này liền có thể tránh thoát thanh đế truy cha giang giật thanh linh ngưng trọng truyền âm tiếng vang lên đem giang giật nội tâm ý nghĩ đẩy ngã cũng làm cho hắn càng thêm chấn kinh ngươi tìm tới độc ma tử địa về sau cầm ta đưa cho ngươi lá cây độc phụ tựu không gây thương tổn được ngươi. Ngươi đi chết chỗ ở giữa nhất một cái vực sâu, kia trong vực sâu có một cái không gian vòng xoáy, ngươi đừng sợ trực tiếp nhảy vào đi, cái kia không gian vòng xoáy không phải từ lộ, có thể đưa ngươi truyền tống đi một cái kỳ dị thế giới, thiên yêu giới. Thiên yêu giới, Giang giật còn là lần đầu tiên nghe nói cái này giới diện, không đợi hắn hỏi thăm, thanh linh truyền âm nhanh chóng vang lên, giúp hắn giải đáp nội tâm nghi hoặc thiên yêu giới là một cái kỳ lạ giới diện, không ai biết đến thế giới kỳ dị, đó là chúng ta yêu tộc đại bản doanh, ngươi là người thứ nhất biết rõ cái này giới diện nhân tộc. Bất quá, ngươi trở ra, ngàn vạn không thể nói nhận biết ta, chỉ có thể nói xông lầm vào đây, mà lại ngươi càng không thể lộ ra ngươi là cửu dương thiên đế truyền nhân sự tình, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cái này có một môn thần thông, tu luyện về sau trên người ngươi lại có yêu khí, ngươi trở ra trước ẩn núp đi, điệu thấp tu luyện, không thể để thiên yêu giới ba đại chúa tể biết rõ ngươi tồn tại, nhớ kỹ sao. Việc quan hệ sinh tử của mình, Giang giật vội vàng giữ vững tinh thần, đem thanh linh mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng, mặc dù hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng không dám hỏi một chữ, chỉ có thể lặng lặng lắng nghe. Ông, dễ cây lúc này sáng lên một đạo quang mang, một đạo kỳ dị tin tức theo dễ cây bên trong truyền đến trong đầu của hắn. Giang giật lập tức trải vuốt, phát hiện quả nhiên là một môn thần thông, hắn cái gì cũng mặc kệ, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu cảm ngộ môn thần thông này. Suy suy, thanh linh không nói thêm gì nữa, dễ cây mang theo giang giật tiếp tục tiến lên. Qua thời gian một nén nhang về sau, dễ cây rốt cục phá đất mà lên, giang giật bị giật mình tỉnh lại. Nơi này là một mảnh núi hoang, khắp nơi đều là che trời đại thụ, giang giật tự đứng tại thần thụ phía dưới. Thần thụ quang mang lóe lên biến thành một cái yêu mị nữ tử, nữ tử này chưa hề nói một câu nói nhảm, hai tay đánh ra một đạo lưu quang, hư không chấn động, vỡ ra một cái lỗ hổng, nàng mang theo giang giật phóng đi hư không bên trong. Thanh linh, giang giật, các ngươi trốn không thoát. Một đạo to lớn tiếng giống theo phía tây bầu trời chuyển đến, thanh đế một mực theo sát không bỏ. Vẹn vẹn qua nửa nén hương thời gian, thanh đế thân ảnh tựu lấp lánh mà ra. Hắn một tay tại hư không một chảo, thân thể lập tức tiêu xạ mà tiến, truy sát mà đi. Giang giật, ta đưa ngươi rời đi, bất quá nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi đi đếm ước ngoài vạn dặm, khoảng cách độc ma tử địa còn rất dài khoảng cách, ngươi ít nhất phải phi hành nửa ngày. Mà ta đoán chừng chỉ có thể kéo thanh đế tiểu nửa ngày, sở dĩ có thể hay không mạng sống tự xem người vận khí cùng bản sự. Bên này giang giật cảm giác quang mang lóe lên, hai người ra hư không bên ngoài, thanh linh chuyển âm nhanh chóng vang lên. Giang giật nhìn qua thanh linh ánh mắt lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp, cuối cùng chỉ nói hai chữ trân trọng. Ông, thanh linh trong tay một cái nhánh cây đột một xuất hiện, nhánh cây kia cấp tốc biến lớn, thanh linh quát khẽ đi lên, nắm chặt. Giang giật bay vụt mà lên, bốn cái như bạch tuộc bắt lấy nhánh cây, thanh linh đánh ra đạo đạo lưu quang, nhánh cây quang mang tăng vọt, hướng phía bắc cấp tốc bay đi. Tốc độ nhanh đến dọa người, nhanh đến mức giang giật đều mắt mở không ra, đoán chừng so cán thi tốc độ nhanh ít nhất gấp trăm lần. Hô hô, thanh linh nhìn qua biến mất ở phương xa giang giật, thở ra một hơi thật dài, thân thể hóa thành lưu quang về phía tây bên cạnh bay đi, lưu lại một đạo u u thở dài, giang giật, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, có thể hay không đi vào thiên yêu giới, có thể hay không tại thiên yêu giới sống sót, hết thảy đều chỉ có thể xem ngươi mệnh suy suy, nửa nén hương về sau, thanh đế đuổi tới, hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một phen, cuối cùng không có nửa điểm ngoài ý muốn về phía tây bên cạnh tuấn di đuổi theo, nổi giận tiếng giống vang vọng phương viên trăm vạn lý, thanh linh, ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. chương 1723, địa giới đệ nhất nhân. Thanh linh khí tức quá cường đại, thanh đế tùy ý một cảm ứng liền có thể cảm ứng được, mà giang giật bị thanh linh dùng đại thần thông đưa tiến. Khoảng cách nơi đây thực sự quá xa, thanh đế đều không thể dò xét đến. Hắn bản năng coi là giang giật là cùng thanh linh cùng một chỗ, sở dĩ về phía tây bên cạnh đuổi theo. Vù vù, nhánh cây đã bay ra số ngàn vạn dặm, còn tại cấp tốc cuồng bay, nơi chân trời xa một đảo hư không loạn lưu xuất hiện, nhánh cây kia thế mà có thể tự động chuyển hướng, lướt qua một cái đường cong tiếp tục tiến lên. Cao tốc phi hành để giang giật con mắt đều không thể mở ra, hắn chỉ có gắt gao ôm lấy nhánh cây, cái gì đều mặc kệ, coi như nhánh cây mang theo đụng vào hắn một cái giới diện hắn đều quản không được một nén nhang hai nén hương nửa canh giờ một canh giờ giang giật cũng không biết vượt ngang đều bao xa khoảng cách nhánh cây tốc độ đột nhiên chậm lại phía trên quang mang trở nên ảm đạm cuối cùng nhánh cây bạo liệt giang giật bị hung hăng đập bay ra ngoài hô hô nhìn qua bốn phía một vùng tăm tối hư không cảm ứng đến bốn phía chết một bên yên tĩnh giang giật thở ra một hơi thật dài hôm nay hắn theo phi vũ bộ đi cửu dương cốc sau đó đi hư không bên ngoài, lại thông qua thần độn phù đi thanh dương phong, giết tới thanh đế phong, về sau bị thanh linh mang theo đào tẩu, cuối cùng lại về tới hư không bên ngoài. Tinh thần hắn có chút hoảng hốt, không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực, cũng vô cùng mê mang, hắn thật có thể trốn được sao. Ngắn như vậy thời gian kinh lịch nhiều chuyện như vậy, giết nhiều người như vậy, thừa nhận lớn như vậy áp lực, giang giật cảm giác được nội tâm dị thường mỏi mệt, tinh thần có chút huệ hoài. Bất quá nghĩ đến thanh linh vì cứu hắn, giờ phút này đang bị thanh đế truy sát. Giang giật lắc đầu miễn cưỡng tỉnh lại, hắn thả ra cán thi thân thể bay vọt mà lên, huyền hoàng chi lực quán chú, hạ lệnh để cán thi thẳng tắp hướng bắc mới bay đi. Cán thi là một cỗ khôi lỗi, một cỗ trên thế giới này cấp cao nhất khôi lỗi. Chỉ cần cùng hắn hạ lệnh nó hội kiên quyết chấp hành, Giang giật cũng không cần quản nó, xếp bằng ở cán thi trên bờ vai nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong hư không phi hành là phi thường buồn tẻ, phi thường chuyện đau khổ, nơi này hát làm cho người khác hoảng hốt tĩnh đến làm cho người cô độc đè nén để cho người ta phát cuồng lại thêm giờ phút này giang giật tinh thần vốn là rất là tinh thần xa suốt cùng uể oải sở dĩ càng làm cho tinh thần hắn kém chút hỏng mất trọn vẹn qua nửa canh giờ giang giật mới chỉ hoãn tới may mà hắn ngồi tại cán thi trên thân thể không cần chính mình phi hành cái này khiến hắn đạt được nghỉ ngơi cùng hồi phục thời gian hắn đem trong đầu suy nghĩ lung tung tạp niệm khu trừ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tu luyện thanh linh cho hắn môn kia thần thông. Thanh linh cho hắn chỉ điểm một đầu sinh lộ, hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Không tiến vào thiên yêu giới, coi như hắn bỏ chạy chân trời góc biển, thanh đế cũng có thể tìm tới hắn, đem hắn giết chết. Theo thanh linh nói, thiên yêu giới là yêu tộc đại bản doanh, là một cái kỳ dị thế giới, nhân tộc không có người nào biết rõ cái này giới diện tồn tại. Hắn tiến vào thiên yêu giới, thanh đế tuyệt đối tìm không thấy hắn. Nếu là yêu tộc đại bản doanh, hắn một cái nhân tộc tiến vào tuyệt đối lập tức sẽ bị cầm xuống, sẽ bị xem như gian tế chém giết, sở dĩ hắn nhất định phải tại đến độc ma tử địa trước đó, đem cái này thần thông tu luyện thành công. Còn như, hắn có thể hay không bình an phi đến thiên yêu giới, đây chính là nhân lực không thể khống chế sự tình, hắn chỉ có làm hết sức mình, thiên mệnh. Linh huyễn thuật, cầm trong tay thần thụ diệp, giang giật não hải chuyển động đến thật nhanh, hắn rất nhanh liền đem trong đầu thần thông toàn bộ tin tức cảm ngộ mấy chục khắp nơi, xác định cái này thần thông là một loại huyễn thuật, có thể thay đổi tự thân khí tức ngoại hình huyễn thuật. Đầu óc hắn hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn đã từng có một loại kỳ lạ thần thông, đã cứu hắn rất nhiều lần mệnh. Nhưng phía sau địch nhân của hắn quá mạnh, tự gần như không có gì vận dụng. Loại thần thông kia gọi huyễn ảnh thần thông, đồng dạng có thể thay đổi linh hồn khí tức cùng bề ngoài. Giang giật nghi ngờ là, đây chỉ là một môn huyễn thuật làm sao có thể thu luyện ra yêu khí giống như chỉ là huyễn thuật, hắn đi thiên yêu giới tao ngộ cường đại yêu tộc, còn không phải nhẹ nhõm có thể bị nhìn xuyên mặc kệ trước tu luyện đi thời gian cấp bách chỉ có nửa ngày thời gian mà lại trên đường ai biết có thể hay không xảy ra chuyện giang giật đem trong đầu tạp niệm khu trừ thần thụ sẽ không hại hắn càng sẽ không lừa hắn tu luyện loại thần thông này hẳn là đối với hắn có chỗ tốt hắn phi thường may mắn có thần thụ diệp hắn lĩnh hội tốc độ quá nhanh mà lại cái này linh nguyễn thuật cùng huyễn ảnh thần thông có một ít tương thông địa phương đương nhiên linh nguyễn thuật so huyễn ảnh thần thông mạnh hơn nhiều cũng phức tạp huyền diệu nghìn lần vạn lần. Bởi vì hắn đối huyễn ảnh thần thông cảm mộ rất sâu, linh huyễn thuật hắn nhẹ nhõm tự nhập môn, hắn có lòng tin tại nửa ngày thời gian bên trong đem cái này thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh. Giang giật tại cái này trong hư không phi hành, bên kia thanh đế đuổi theo giết thanh linh. Thanh linh cũng không có nói khoác lác, truy sát mấy canh giờ, thanh đế vẫn không có đuổi kịp nàng. Mỗi lần thanh đế muốn tới gần nàng lúc, nàng đều hội phóng thích loại kia đem giang giật đưa tiễn thần thông, bay ra một cái nhánh cây, một tay bắt lấy tốc độ tiêu thăng, nhẹ nhõm đem thanh đế cho bỏ lại đằng sau. Một chi bản nguyên, thanh đế ngược lại là cũng không ngạc nhiên, thanh linh loại thần thông này hắn rất quen thuộc, đây là thanh linh tu luyện dài rằng giặc thời gian, tích lũy chút ít một chi bản nguyên thôi, vận dụng một chi bản nguyên có thể làm cho nàng thực lực cùng tốc độ tiêu thăng. Bất quá thanh đế rõ ràng hơn, loại này bản nguyên chi lực vô cùng ít ỏi, coi như thanh linh tu luyện mấy ngàn năm cũng không nhiều, một khi nàng đem toàn bộ mộc chi bản nguyên tiêu hao hết, nàng còn có thể chạy đi nơi đâu. Thanh linh bên người không có giang giật, thanh đế từng có một tia hoài nghi, thanh linh là đem hắn ẩn nấp rồi vẫn là đặt ở không gian thần khí bên trong nhưng đều truy sát đã lâu như vậy, thanh đế làm sao có thể từ bỏ hắn chỉ có không ngừng thuấn di, truy sát thanh linh. Độc ma tử địa bên kia ngụy thiên vương vân thiên vương vẫn tại kéo đao nộ đao lãnh, đao nô ngược lại là theo di tích cổ bên trong ra, bởi vì theo thời gian tính toán đao nộ bên kia đã đắc thủ, hắn không kịp chờ đợi muốn biết chiến quả. Cái gì, Vừa ra di tích cổ, hắn ngọc phù lấp lánh không ngớt, hắn nhìn lướt qua về sau, sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn nổi giận một trường đem trước mặt một ngọn núi trực tiếp chém nát, sau đó dẫn người hướng phụ cận thành chỉ phóng đi, truyền tống về thanh vực. Khoảng cách thanh linh mang theo giang giật thoát đi thanh đế thành, đã dòng dã đi qua năm sáu canh giờ, thanh đế thành nội sự tình dùng tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ thiên hồng giới. Đao ra đã có thể tại cửu dương trong quân xếp vào gian tế, các gia tộc tự nhiên cũng có thể tại thanh đế trong quân xếp vào gian tế thậm chí thanh đế thành nội các gia tộc gian tế nhân số ít nhất đạt tới trên vạn người, hơn nữa còn có một chút gian tế bị giang giật cho thiêu chết. Đại sự như thế những cái kia gian tế các loại tình huống ổn định về sau, tự nhiên trước tiên thông qua đủ loại con đường truyền về chính mình gia tộc, tin tức này như hoa tuyết rất nhanh liền truyền khắp thiên hồng giới. Thiên hạ chấn kinh, cửu dương thành bên trong truyền tống đi địa giới truyền tống trận mở ra, tin tức này nhanh chóng truyền đi hỗn độn hải, tiếp lấy truyền đi địa giới, địa giới chấn động, tự liền lục ưng vương đều đã bị kinh động, hắn sau khi xuất quan nhìn kỹ thoáng cái tình báo, liên tục sau khi xác nhận, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói, ngày xưa tiểu gia hỏa, thế mà đều có thể huyết tẩy thanh đế thành là thời đại khác biệt vẫn là ta già ta cái này địa giới đệ nhất nhân, lại ngay cả thiên giới cũng không dám đi xem ra cái này địa giới đệ nhất nhân thân phận muốn chuyển cho tiểu tử này. Không luận chiến lực, tiểu tử này sở tác sở vi, đủ để nên được cái danh xưng này. Giang giật, lần này ngươi nếu có thể sống sót, bản vương liền đem tiểu nữ gả cho ngươi. chương 1724, cuồng đế quân. Lần này đao ra sự tình làm phi thường ẩn nấp, không có để lại bất cứ chứng cứ gì, địa sát phương tam người tin tức, thiên giới gia tộc không biết chút nào, sở dĩ cũng không có truyền về địa giới. Bất quá mạch lăng thu, kỳ thanh trần, y đồ vẫn là cảm giác có chút không thích hợp, trước đó là truyền giang giật bị vây ở một cái bí cảnh bên trong, Mị ảnh vương ba người đi thiên giới làm sao một chút tin tức không có giang giật ngược lại đột nhiên ra thanh vực lại một người giết tới thanh đế phong. Mạch lăng thu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là không đúng sức lực, bắt đầu bí mật chuyển di mạch ra con em, y đồ cùng kỳ thanh trần cũng giống như thế, bí mật chuyển di bản thân hạch tâm con em. Bất luận việc này nội tình như thế nào, giang giật việc này làm lớn chuyện, huyết tẩy thanh đế thành A, chém giết không biết bao nhiêu đau ra con em, đem thanh đế mặt cho đánh xưng lên, ai biết đau ra có thể hay không điên cuồng trả thù. Ba nhà chuyển di con em, coi như có đại sự xảy ra, chỉ ít có thể bảo chứng gia tộc bất diệt. Độc Linh, Mã Yêu Nhi, chiến vô song tiền vạn quán bọn người bị mạch lăng thu cưỡng chế rời đi, những người này trước mắt là nguy hiểm nhất, lưu tại giang giật phủ rất dễ dàng bị đao ra phái người ám sát, phát tiết lửa giận. Y đồ vốn nghĩ đem Y phiêu phiêu cho rời đi, nhưng cuối cùng cân nhắc đến Y phiêu phiêu tính cách chỉ có thể từ bỏ. Việc này một khi cáo chi Y phiêu phiêu, nói không chừng nàng sẽ đích thân đi thiên giới, hậu quả hội càng hỏng bét. Kỳ Thanh Trần tại thiên hàn quân chủ đi thiên giới về sau, tựa hồ trong vòng một đêm trưởng thành, nàng đem nội tâm lo âu và tưởng niệm giấu ở trong lòng, tỏa trấn thiên hàn thành. Một bên ổn định thiên hàn giới, một bên cố gắng tu luyện, một bên chậm đợi giang giật cùng thiên hàn vương đám người tin tức. Trong khoảng thời gian này thiên giới một mảnh xôn xao, Kha Lộng Ảnh run lên nửa ngày không có lấy lại tinh thần, Lân Hậu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tại hỏi thăm sở hữu tình huống cặn kẽ về sau, Lân Hậu vọt ra khỏi mặt nước, về tới lân hậu phong, sau đó xé rách hư không biến mất không thấy. Gần như đồng thời, viêm đế cùng cuồng đế khi lấy được báo cáo về sau, đồng dạng xé rách hư không hướng thanh linh vị trí truy tung mà đi. Ba vị đại đế nghe đạo một tia biệt dạng khí tức, theo các loại thông tin bên trong cho ra một chút không quá khẳng định suy đoán ngụy Bình Bình là giang giật đoạn đi một tay, đao ra vì bức giang giật ra, làm ra động tĩnh lớn như vậy, giang giật nổi giận cùng điên cuồng, thanh linh liều mạng thanh đế truy sát cũng muốn cứu ra giang giật hết thảy hết thảy đều để ba người cảm giác giang giật khác biệt có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật đều để ý như vậy giang giật tuyệt đối có vấn đề có vấn đề lớn mặc dù ba người không quá xác định nhưng đều lựa chọn đi lần theo thanh linh cùng giang giật đi tìm tòi hư thực ba vị đại đế khẽ động thiên giới bạo động càng thêm cuồng bạo các gia tộc phái ra mật thám tuần bên cạnh dùng nhau nhau đi hư không bên ngoài dò xét tin tức đao nộ thật sớm đưa tin khống chế hư không bên ngoài thanh đế quân bốn phía tuần sát Do xét tìm kiếm thanh linh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, thiên hồng giới ngoại đều là quân đội, đem những cái kia tiềm phục tại lớn nhỏ bí cảnh minh tộc thám tử ngược lại là giật nảy mình, coi là nhân tộc phải lớn quân phản công. Giang giật phi hành 78 canh giờ về sau, rốt cục bị ép ngừng lại. Bởi vì phía trước truyền đến một đạo tiếng xé gió, đây không phải là hư không loạn lưu tiếng xé gió, rất rõ ràng là có hỗn độn thần chu đến đây. 78 canh giờ, hắn linh huyễn thuật tu luyện có chỗ tiểu thành, hắn nghĩ nghĩ đem cắn thi thu vào đi, trên thân bạch quang lấp lánh, hình thể cũng biến thành khôi ngô. Cái này linh huyễn thuật cùng huyễn ảnh thần thông khác biệt, cái sau là lợi dụng một loại huyễn thuật để cho địch nhân dò xét cảnh tượng xuất hiện sai lầm, cái này linh huyễn thuật lại là chân thực tại biến ảo. Giang giật biến thành một cái khôi ngô đại hán, đứng ngạo nghễ giữa không trung, mắt hổ khóa chặt phía trước, rất nhanh một chiếc hỗn độn thần chu tựu phá không mà đến, hơn ngàn đạo thần thức khóa chặt hắn. Giang giật thần thức đảo qua đi, lại không cách nào đâm xuyên hỗn độn thần chu cấm chế cái này hỗn độn thần chu phía ngoài ký hiệu hắn cũng không biết không biết đây là nhà ai quân đội không bằng hắn ngược lại là xác định đây đều là tuần bên cạnh dùng ngươi là ai thân phận lệnh bài một đạo lạnh lùng truyền âm vang lên hỗn độn thần chu cấm chế cũng không có mở ra giang giật con ngươi nhất chuyển hừ lạnh nói ngươi là ai dám chất vấn bản vương giang giật là phong vương cấp tuần bên cạnh dùng tối cường chỉ có phong hào thần đế Giang giật tự nhiên không thể giả bộ quá mềm yếu, nếu không lập tức sẽ bị hoài nghi, hắn lửa lạnh một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Hưu, hỗn độn thần chu nhanh chóng đuổi kịp, tại ở gần hắn ngàn trượng lúc, hỗn độn thần chu cấm chế mở ra, từng đội từng đội đại quân bay ra, một tên thoạt nhìn là thống lĩnh võ giả bay vụt mà đến, trong tay cầm một tấm lệnh bài quát khẽ nói, vị đại nhân này, chúng ta là cuồng đế quân, chúng ta phụng mệnh tuần tra, xin phối hợp một chút. Tốt, tại đám người này bay ra về sau, Giang giật đôi mắt sáng lên, trong tay cổ cầm vụt xuất hiện đột nhiên kéo một phát, lập tức phóng xuất ra cán thi hắn thân thể bay vọt mà lên, cán thi bắt đầu vô tình đổ sát. Loại tình huống này tuyệt đối không thể tâm chỉ nương tay, bằng không hắn sẽ chết không có chỗ chôn cái này tuần bên cạnh dùng rất có thể liền là đang tìm hắn. Phong vương cấp đều không có, đối với Giang giật tới nói đổ sát quá đơn giản, hắn nhẹ nhõm đem hơn một ngàn người toàn bộ đổ sát, chỉ còn lại tên kia thống lĩnh. Các loại chợt tất cả mọi người chém giết hoàn tất về sau, Giang giật để cán thi bắt lấy tên kia thống lĩnh thối lui đến một bên, hắn tiện tay phóng thích hỏa diễm đem tất cả thi thể đốt cháy đến không còn một mảnh, lúc này mới mang theo cán thi cùng tên kia thống lĩnh tiến vào hỗn độn thần chu. Ách, thống lĩnh trong mắt sát khí dần dần yếu đi, hắn đầy mắt hoảng sợ thần thức liếc nhìn một lần, lại nhìn thấy tất cả mọi người biến mất. Tại hắn dò xét đến cán thi về sau, hắn đôi mắt co rụt lại, bản năng muốn tránh thoát cán thi trói buộc, công kích Giang giật hoặc là đưa tin trở về. Ta gọi Giang giật, vừa mới ta tại thanh đế thành chu diệt mấy trăm vạn người, người xác định muốn trở thành kia mấy trăm vạn người bên trong một cái. Giang giật lạnh băng băng thanh âm, để cái này thống lĩnh giật mình tỉnh lại, hắn đôi mắt lấp lóe nhưng lại không biết nói cái gì. Giang giật tiếp tục mặt không thay đổi mở miệng nói, ta chỉ muốn đào mệnh, giống như ngươi ngoan ngoãn lời nói, ta hội lưu ngươi một mảng, đưa ngươi một trăm triệu thần nguyên. Ngươi hẳn phải biết, ta giết chết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc nhẹ nhóm, muốn chết vẫn là muốn sống, chính ngươi quyết đoán thống lĩnh trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang cắn răng nói ra muốn sống giang giật hung danh hù dọa cái này thống lĩnh bất quá giang giật vẫn là không có chủ quan đem người này không gian giới chỉ binh khí đều thu mang theo hắn đi trước khoang thuyền đem trước khoang thuyền cấm chế mở ra lúc này mới mệnh lệnh cái này thống lĩnh khống chế hỗn độn thần chu hướng độc ma tử địa bay đi cái này thống lĩnh biết cũng không nhiều chỉ là phía trên truyền lệnh cho hắn tại phụ cận tuần sát tìm kiếm nhân vật khả nghi đồng thời đem Giang giật cùng Thanh Linh chân dung truyền tới. Cuồng đế quân, Giang giật nội tâm có chút thở dài một hơi, may mắn hắn cuối cùng không có chém giết cái này thống lĩnh. Bằng không hắn nghĩ bay đi độc ma tử địa cơ hồ là không thể nào, cái này hư không bên ngoài tuần bên cạnh dùng tuyệt đối nhiều đến dọa người. Có cái này hỗn độn thần chu, có cái này cuồng đế quân thống lĩnh làm đáng tiến bài, hắn đoạn đường này hẳn là sẽ an toàn rất nhiều, dù sao cũng không là ai cũng dám trêu chọc cuồng đế quân ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. nếu như ta phát hiện có một tia vấn đề sẽ lập tức chém giết ngươi. ngươi cũng đừng nghĩ đến đánh lén ta. ta mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp, cho ngươi giết đều giết không chết. Giang giật lạnh lùng nói một tiếng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái tiếp tục tham ngộ linh nguyễn thuật. hắn không có lừa gạt cái này thống lĩnh. tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới hắn có thể thời khắc giám thị. một khi cái này thống lĩnh có hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ vô tình chém giết. cuồng đế quân đều kinh động đến xem ra cuồng đế viêm đế lân hậu mấy người cũng kinh động đến A à không biết thanh linh đại nhân giờ phút này thế nào. Giang giật nội tâm khe khẽ thở dài, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện viên này thần thụ có thể ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề, bằng không hắn lương tâm cả một đời đều sẽ bất an. chương 1725, Binh Giải, có cuồng đế quân tấm chiêu bài này, trên đường đi hoàn toàn chính xác an toàn rất nhiều, hỗn độn thần chu cấm chế người bình thường không cách nào dò xét vào đây, trừ phi ngụy đế cấp. Nhưng ngụy đế cấp cứ như vậy nhiều, không có khả năng tự mình đến hư không bên ngoài dò xét, trừ phi vận khí quá nát trùng hợp tao ngộ bên trên, cái kia chính là chuyện không có cách nào khác. Trên đường hỗn độn thần chu nhiều rất nhiều, gần như cách mỗi gần nửa canh giờ liền có thể tao ngộ một chiếc, không chỉ là mấy đại trong quân hỗn độn thần chu, các gia tộc cũng có. Cuồng đế quân thống lĩnh không có làm loạn, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, giang giật thời khác đều có thể dám thị hắn, cán thi tựu đứng tại thống lĩnh bên người, lợi trảo tùy ý, khẽ động liền có thể vồ chết hắn có cái này thống lĩnh chiếu ứng, tăng thêm cuồng đế quân hỗn độn thần chu, trên đường tuần bên cạnh dùng cùng điều tra đại quân cũng không dám chặn đường. Dù sao trên đường hỗn độn thần chu nhiều lắm, khắp nơi đều là, chỉ cần là các đại quân, hay là đại gia tộc hỗn độn thần chu, cũng sẽ không có người để ý. Giang giật tiếp tục tham ngộ linh huyễn thuật, ép buộc chính mình không đi nghĩ thanh linh sự tình, lo lắng của hắn là có đạo lý, giờ phút này thanh linh hoàn toàn chính xác gặp đại phiền toái. Cuồng đế cùng viêm đế bắt đầu đuổi bắt nàng, cuồng đế viêm đế hai người suy tính ra thanh linh tiến lên phương hướng trực tiếp đi nàng phía trước chặn đường hai người ngược lại là không có ý đồ đặc biệt chỉ là để thanh linh giao ra giang giật nói giang giật tội ác tài trời nhất định phải giao ra công thẩm thanh linh không thể không lần nữa vận dụng hai lần mộc chi bản nguyên cưỡng ép bỏ rơi hai người tiếp tục chạy trốn thanh đế vẫn như cú theo sát không bỏ cuồng đế cùng viêm đế gia nhập truy sát đại quân lần hậu ngược lại là một mực chưa từng xuất hiện ba vị đại đế tự mình truy sát còn thỉnh thoảng lượn quanh đi phía trước chặn đường, để thanh linh khổ không thể tả, lúc đầu nàng coi là có thể kéo lại tiểu nửa ngày, xem ra kéo không được quá lâu. Bên này đang đuổi giết, độc ma tử địa bên trong chiến đấu rốt cục đã qua một đoạn thời gian, ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương đều nhận được đưa tin, xác định Giang Giật đi thanh đế phong. Bên kia thanh đế đều đang đuổi giết Giang Giật, bọn hắn ở chỗ này cuốn lấy đao nộ đao lãnh đã không có ý nghĩa. Đao nộ cùng đao lãnh nhiều lần nghĩ liều mạng, đáng tiếc hai người chiến lực so ra kém ngụy bình bình cùng vân thiên vương giống như đao nô tại cái này còn dễ nói ngụy bình bình thế nhưng là tam thập lục thiên vương đứng đầu ngụy bình bình vân thiên vương hai người đi đao nộ cùng đao lãnh hết lửa giận không có địa phương phát tiết hai người cũng không có thời gian phát tiết trước tiên tìm được ẩn tàng truyền tống trận truyền tống về thiên hồng giới sau đó ngựa không ngừng vó truyền tống đi thanh linh chỗ hư không bên ngoài cũng không kịp hồi trở lại thanh đế thành hai người thu được đao nô mệnh lệnh mang binh đi hư không bên ngoài lục soát thanh đế hoài nghi thanh linh đem giang giật cho ẩn nấp rồi truyền lệnh để đao nô phái người lục soát thanh đế quân toàn bộ bị điều động mấy ngàn vạn đại quân tại thanh linh cùng giang giật xuyên qua đi ra hư không phụ cận bắt đầu trải hạ một cái lưới lớn tinh tế lục soát đáng tiếc giang giật giờ phút này đều tại mấy chục ước ngoài vạn dặm người lại nhiều lại thế nào tìm được thời gian từ từ trôi qua rất nhanh thời gian trôi qua hạ giới mười mấy ngày ba vị đại đế truy sát thanh linh cũng không biết truy sát bao xa bốn người đều nhanh đến thiên hồng giới gần nhất một cái đại giới mặt thiên linh giới thanh linh nhiều lần phóng thích mộc chi bản nguyên trốn tránh ba người truy sát lại qua hạ giới hai ngày sau thanh linh mộc chi bản nguyên rốt cuộc sử dụng hết cách ly thiên linh giới càng gần bên này đã có thể nhìn thấy rất nhiều du tổ ở trong hư không minh tộc thanh linh ngừng lại nàng bình tĩnh đứng tại hư không bên trong lẳng lặng chờ đợi phía sau thanh đế đám người đuổi theo tới ba nén hương về sau thanh đế cái thứ nhất đuổi theo hắn nhìn thấy thanh linh sừng sướng giữa không trung về sau cười nhạo nói ra chạy a à, ngươi làm sao không chạy phía trước liền là thiên linh giới ngươi làm sao không tiến vào thiên linh giới a à. thanh linh không nói gì bình tĩnh nhìn qua thanh đế khóe miệng có một tia nhàn nhạt, nhạt mỉa mai thanh đế bị cái này mỉa mai đâm bị thương quát lạnh nói giao ra giang giật thanh linh tan niệm tình ngươi đã từng là nhân tộc làm ra cống hiến tha cho ngươi một mạng ha ha thanh linh cười một tấm vốn là vũ mị tự nhiên mặt trở nên dị thường yêu diễm, thấy nơi xa cuồng xạ mà đến viêm đế cùng cuồng đế thỉnh thịch tâm động, nàng đùa cợt cười nói, thanh đế, người biết ngươi vì sao không đạt được thiên đế đã từng độ cao sao thiên tư của ngươi rất cao, đạo tâm của ngươi rất ổn, ngươi đầy đủ chăm chỉ, còn có đại cơ duyên. Nhưng ngươi có một cái khuyết điểm chí mạng, tâm của ngươi bất chính, ngươi không có thiên đế nhân ái, không có thiên đế lòng dạ, không có thiên đế khí phách, sở dĩ đời này ngươi vĩnh viễn không đạt được thiên đế độ cao. Thanh đế mặt không biểu tình, không có tiếp thanh linh, có chút không cho đưa không, chỉ là lạnh giọng nói ra, một câu, giao không giao người. Hưu, viêm đế cùng cuồng đế bay vụt mà đến, phân biệt đứng ở hai bên trái phải, viêm đế có một đầu cùng giang giật đồng dạng đầu tóc màu đỏ hồng, hắn tu luyện chính là hỏa hệ áo nghĩa, cả người nhìn tựa như một đám lửa, mông lung, thấy không rõ mặt, hắn mở miệng nói, thanh linh, giang giật giết nhiều như vậy người vô tội, người còn muốn che chở hắn việc này chúng ta khó có thể cùng người trong thiên hạ bàn giao, đem hắn giao ra đi, chúng ta sẽ cho hắn một cái công chính thẩm phán. Không sai, cuồng đế người cũng như tên, tính cách tương đối cuồng, hình dạng cũng như một tôn nộ mục kim cương hung thần ác sát, hắn phồng lên con mắt nói ra, người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không quy củ liền muốn phá. Hôm nay giang giật có thể giết tới thanh đế thành, trời sáng tự có người giết tới cuồng đế thành viêm đế thành, không giết giang giật dùng cái gì uy hiếp thiên hạ minh tộc thời khắc có thể quy mô tiến công, giang giật lại đi như thế phát rồ sự tình, không giết hắn làm sao bình dân phẫn. Ha ha, đáp lại ba người vẫn là một đạo mỉa mai tiếng cười khẽ, thanh linh không tiếp tục nói một câu nói nhảm, yêu mị vô song kiều đột nhiên phát sáng lên, biến trở về bản thể, một viên thương thiên đại thụ. Cây đại thụ này đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, một cỗ khí tức kinh khủng theo đại thụ bên trong truyền đến, để thanh đế ba người sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Binh giải thanh linh, người điên rồi sao lại vì một tên tiểu tử hủy ngươi mấy ngàn năm tu luyện đạo cơ. Thanh đế nổi giận quát khẽ tiếng vang lên, thanh linh năm đó bị minh đế truy sát lúc tự dùng chiêu này. Binh giải phía dưới thanh linh tu vi muốn hủy đi từ đầu tu luyện, mặc dù dùng thanh linh năng lực, không cần mấy ngàn năm vẫn có thể khôi phục phong đế cấp chiến lực. Nhưng thanh linh còn có mấy ngàn năm thọ nguyên sao chịu đựng binh giải thống khổ, tiếp nhận mấy ngàn năm cô độc, vì một cái giang giật đáng giá không? Oanh, một đạo hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên, bốn phía không gian toàn bộ xé rách, quan xoắn, xuất hiện từng cái kinh khủng lỗ thủng, vết nứt không gian bao phủ đi, lan tràn đi phương viên trăm vạn lý. Chấn thiên tiếng nổ đem bốn phía ẩn núp minh tộc đều dọa cho mộng, thanh đế ba người liền lùi lại số vạn lý, vẫn như cũng có thể cảm nhận được kia kinh khủng sóng xung kích. Năm đó ta vì các người nhân tộc bị ép binh giải, lần này vì gian giật, ta lần nữa binh giải. Lần thứ nhất ta không oán không hối, lần này ta đồng dạng không hối hận, bởi vì hắn sẽ chứng minh ta làm hết thảy đều đáng giá. Một đạo thanh âm sâu kín bay là tả trong thiên địa, đầy trời nhánh cây dễ cây cặn bã hóa thành lưu quang hướng tứ phía tám mới bay bắn, căn bản là không có cách chặn đường. Thanh đế bọn người không biết thanh linh nguyên thần giấu ở nhánh cây kia bên trong, năm đó minh đế đều không thể triệt để hủy đi thanh linh nguyên thần, bọn hắn càng không có thể. Binh giải, đây là thanh linh độc môn tuyệt kỹ, nàng nguyên thần hội giấu ở một đoạn nhánh cây hoặc là cặn bã bên trong, xuyên qua hư không cuối cùng tìm kiếm một cái ẩn tàng địa phương, nhánh cây kia hoặc là cặn bã lại biến thành hạt giống, chậm rãi sinh trường, chậm rãi tu luyện, một mình chịu đựng mấy ngàn năm cô độc cùng tịch mịch. Ai, số ngoài vạn giảm, một gương mặt xinh đẹp đột nhiên nổi lên, lần hậu rốt cục hiện thân. Nàng mặt mũi tràn đầy đáng tiếc cùng bi thương, cái gì cũng không nói chỉ là khe khẽ thở dài, gương mặt kia lần nữa ẩn vào hư không bên trong. Chương 1726, đi xa tha hương hôm nay. Bị lừa rồi, Thanh đế nhìn qua đầy trời lưu quang, thần thức một lần lại một lần đảo qua. Binh giải về sau thanh linh là không cách nào mang theo giang giật rời đi, kề bên này không có bất kỳ cái gì dị trạng, điều này nói rõ giang giật không có ở chỗ này. Thanh linh đây là cố tình bày nghi trận, dẫn ra bọn hắn, giang giật tuyệt đối đã sớm theo một phương hướng khác thoát đi. Ông, thanh đế lập tức lấy ra ngọc phù đưa tin cho đao nô, để hắn triệu tập thanh đế quân lục soát. giang giật tốc độ cũng tính toán quá nhanh, mà lại coi như trốn, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Viêm đế, cuồng đế, làm phiền các ngươi triệu tập đại quân lục soát, giang giật tuyệt đối ẩn nấp rồi. Thanh đế hướng viêm đế cùng cuồng đế bên kia nhìn lướt qua, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, thân thể bắn ngược mà quay về, chỉ lên trời hồng giới bay đi. Viêm đế cùng cuồng đế mặt ngoài một mực duy thanh đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, giờ phút này cũng không do dự, vội vàng lấy ra ngọc phù đưa tin, triệu tập đại quân khắp thế giới điều tra. Thiên hồng giới phi thường lớn, phụ cận bí cảnh tử địa không thể đếm hết được, nhưng thiên giới đại quân giống như toàn bộ điều động, vẫn có thể nhẹ nhóm lục soát cái úp sắp, giang giật luôn không khả năng bỏ chạy minh giới A. Ba vị đại đế ra lệnh một tiếng, vô số quân đội liên tục không ngừng truyền tống đi hư không bên ngoài, vung xuống một tấm đầy trời mạng lưới khổng lồ, khắp thế giới điều tra. Trong lúc nhất thời, thiên hồng giới bên ngoài hư không bên trong khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là hỗn độn thần chu. Nhất là từng cái bí cảnh tử địa bên trong, tức thì bị từng lần một lặp đi lặp lại lục soát đao nộ đao lãnh tự mình đi hư không bên ngoài, chỉ huy thanh đế quân, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào có thể giấu người chỗ. Nhưng mà, tìm tòi hạ giới dòng dã hơn 20 ngày, đến trăm vạn mà tính bí cảnh tử địa đều bị tìm tòi một lần, nhưng căn bản không có phát hiện giang giật, cũng không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Giang giật tựa hồ nương theo lấy thanh linh kia một đạo kinh khủng bạo tạc biến mất, ở nhân gian bốc hơi. Cuồng đế quân, viêm đế quân chuẩn bị rút quân, rất nhiều gia tộc đồng dạng chuẩn bị rút quân, dù sao xuất động hơn trăm triệu đại quân, tìm tòi nhiều như vậy khắp nơi cũng không tìm tới, vậy khẳng định rất khó tìm đến. Đao nộ cùng đao lãnh không hề từ bỏ, nhận định giang giật tuyệt đối ẩn nấp rồi. Hai người lặp đi lặp lại thôi diễn, tìm lỗ thủng, nhìn xem chỗ nào không có giò xét đến. Cuối cùng hai người rốt cục phát hiện một cái lỗ thủng, quân đội bạn tựa hồ không có giò xét phản nhất giang giật giấu ở quân đội bạn bên trong đâu đại quân đều đang tìm bí cảnh cùng tử địa, lại không để ý đến nội bộ, dùng giang giật chiến lực tùy ý có thể ẩn núp vào một chiếc hỗn độn thần chu bên trong A. Đao nộ cùng đao lãnh vội vàng đưa tin cho các chỉ đại quân, để bọn hắn tự tra, bí mật điều tra mình ra quân đội nhưng có dị trạng. Các đại quân thủ lĩnh tỉnh ngộ lại, vội vàng bên trong tra, loại bỏ mỗi một chiếc hỗn độn thần chu. Vẹn vẹn hạ giới một ngày, tại các loại loại bỏ về sau cuồng đế quân bên kia có phát hiện, có một chiếc hỗn độn thần chu vốn nên tại một cái khu vực bên trong tuần tra, giờ phút này lại vượt ngang mấy chục tỷ vạn lý, đã đến độc ma tử địa phụ cận. Tuần bên cạnh dùng phụ trách khu vực là có quy định, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không chạy ra khu vực này. Cái này hỗn độn thần chu khẳng định có vấn đề, có vấn đề lớn, mấu chốt nhất là cái này hỗn độn thần chu ban đầu ở khu vực, ngay tại thanh linh cùng giang giật xé rách hư không bên ngoài khu vực phụ cận. Truy, đao nộ cùng đao lãnh trước tiên về tới thiên hồng giới, sau đó truyền tống đi độc ma tử địa phụ cận hư không bên trong, dùng tốc độ khủng khiếp hướng độc ma tử địa tiến đến. Tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ta tuân thủ hứa hẹn, đây là 100 triệu thần nguyên. Long hà bí cảnh phụ cận, một chiếc hỗn độn thần chu ngừng lại, giang giật mở mắt, hắn ném ra một cái giới chỉ cho người này, lập tức lại bàn giao nói, ta đi về sau, người khống chế thần châu hướng phía nam tiến lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thiên hồng giới, tự nghĩ biện pháp trở về, mai danh ẩn tích. Chuyện của ngươi sớm muộn hội bại lộ, người nếu không thể tại một ngày thời gian bên trong ẩn núp đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, người hẳn phải biết cuồng đế quân quân quy. Hưu, Giang giật mở ra cấm chế, lấy ra cán thì bay đi, tên kia thống lĩnh nhìn lướt qua trong giới chỉ thần nguyên, thật dài than ra một hơi. Đi, hắn không dám dừng lại thêm, lại không dám đưa tin cho cuồng đế quân, hắn so Giang giật hiểu cuồng đế quân quân quy. Hắn mang theo Giang giật thoát đi xa như vậy khoảng cách, sự tình bại lộ hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Giang giật nói không sai, Hắn chỉ có lập tức chạy về thiên hồng giới, sau đó tìm địa phương mai danh ẩn tích ẩn núp đi. Đáng tiếc, hắn vẹn vẹn chỉ lên trời hồng giới phương hướng bay mấy trăm vạn lý, tự bị vô số hỗn độn thần chu vây lại, những cái kia hỗn độn thần chu đều là thanh đế quân, vô số cường giả nổ bắn ra mà ra, không nói gì, trực tiếp công kích hỗn độn thần chu. Oanh, mấy chục tên phong vương cấp công kích phía dưới, hỗn độn thần chu cấm chế vỡ tan, thần châu hóa thành bột mịn bạo liệt. Tên này thống lĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát đứng tại chỗ quát khẽ nói, khác đừng công kích, ta đầu hàng, ta có tội. Long hà bí cảnh giang giật qua bên kia làm gì, đao lãnh cùng đao nộ giờ phút này ngay tại hướng bên này chạy đến, hai người đạt được đưa tin sau tinh thần đại chấn. Bất quá hai người hơi nghi hoặc một chút, giang giật chạy trốn tới nơi này có ý nghĩa gì chẳng lẽ coi là nơi này bọn hắn sẽ buông tha cho đối với chỗ này lục soát? Độc ma tử địa, rất nhanh hai người nghĩ thông suốt, giang giật không sợ độc vụ, độc ma tử địa bên trong độc vụ có thể ngăn cách thần thức giò xét, bình thường quân đội không dám tiến vào, sở dĩ hắn như tiềm phục tại bên trong lời nói, tuyệt đối có thể tránh thoát đại quân điều tra. Nghĩ thông suốt sự tình, hai người rất là phấn chấn, một bên đưa tin cho Đao Nô, để hắn chuyển cáo thanh đế, một bên bằng nhanh nhất tốc độ hướng độc ma tử địa bay đi, đồng thời liên tục không ngừng triệu tập đại quân, tại phụ cận trải hạ thiên la địa võng. Hưu, Long Hà bí cảnh khoảng cách độc ma tử địa không xa, vẻn vẹn hao tốn hơn nửa canh giờ, Giang giật lại lần nữa về tới độc ma bí cảnh phụ cận. Hắn treo giữa không trung tâm rốt cuộc rơi xuống, không có chút gì do dự để cán thi mang theo bắt đầu đâm xuyên phía ngoài không gian vòng xoáy. Có kinh nghiệm lần trước, Giang giật đâm xuyên tốc độ rất nhanh, một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua từng cái không gian vòng xoáy, hao tốn gần nửa canh giờ hắn tiến vào độc ma tử địa. Ông, hắn xuất ra thần thụ diệp, chống cự độc vụ, thân thể hướng bên trong bắn tới. Độc ma tử địa phi thường lớn, bên trong một mảnh tối om, căn bản phân rõ không được phương hướng, giang giật chỉ có một đầu hướng bên trong bay thẳng, tìm kiếm thanh linh nói tới cái kia vực sâu. Sau gần nửa canh giờ, giang giật suốt cuộc tại độc ma tử địa bên trong tìm được cái kia nhìn không thấy đáy vực sâu, cũng nhìn thấy trong vực sâu một cái cự đại không gian vòng xoáy. Cái này không gian vòng xoáy cùng phía ngoài khác biệt, bởi vì cái này không gian vòng xoáy bên trong có thể liên tục không ngừng toát ra độc vụ, tử địa bên trong độc vụ cũng đều là từ bên trong xuất hiện. Đi, giang giật hướng bốn phía nhìn lướt qua ánh mắt lộ ra một tia thống khổ hắn biết rõ nhảy vào cái này vòng xoáy về sau hắn đem đến một cái kỳ dị thế giới một cái cùng thiên hồng giới địa giới hoàn toàn khác biệt bên trong thế giới kia không có nhân tộc tất cả đều là yêu tộc bên trong tràn đầy quá nhiều không xác định quá nhiều hung hiểm có lẽ hắn cái nhảy này cả một đời sẽ vĩnh viễn không về được sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy nửa cái nhân tộc đồng bào không gặp được hắn thân nhân tộc người cô độc cả một đời chết già ở tha hương Hill hắn hóa thành một đạo lưu tinh, nghĩa vô phản cố phóng đi trong vực sâu vòng xoáy khổng lồ bên trong, như một viên hòn đá nhỏ ném vào trong biển rộng, cũng không có hù dọa gợn sóng quá lớn, rất nhanh liền biến mất không thấy. chương 1727, thất bại, không có, không có, vẫn là không có. Đao nộ cùng đao lãnh hai người chịu lấy độc vụ ăn mòn, nhanh chóng tại độc ma tử địa bên trong dạo qua một vòng lại một vòng, nhưng chính là không có phát hiện gian giật. Hai người mỗi lần chuyển hai nén hương thời gian tựu bắn ra, ở bên ngoài chữa thương một hồi lại tiếp tục đi vào tìm. Hai người đã dòng dã đi vào 100 lần, không sai biệt lắm đem độc ma tử địa bên trong tìm hơn 10 lần, nhưng không có phát hiện giang giật bất kỳ tung tích nào. Độc ma tử địa bên trong thần thức không thể dò xét, hai người chỉ có thể dựa vào cảm giác lực bốn phía cảm ứng, sở dĩ hai người coi là giang giật khẳng định ẩn núp đi, để cho hai người dò xét không đến. Thanh đế quân tại bốn phía dò xét kết quả phi thường không lý tưởng, căn bản không có tìm tới nhậm hà quan tại giang giật manh mối. Long đàm bí cảnh, Long nguyên bí cảnh này địa phương, từng lần một bị lục soát, đồng dạng không thu hoạch được gì. Đao nộ cùng đao lãnh suýt chút nữa thì điên rồi, cái kia cuồng đế quân thống lĩnh bị giày vò đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng khảo vấn kết quả, chỉ là cho thấy gian giật tại Long hà bí cảnh hạ hỗn độn thần chu. Đi vào, đao nộ cắn răng quát khẽ, cùng đao lãnh lần nữa vọt vào độc ma tử địa bên trong. Cái địa phương quỷ quái này tựa như chảo dầu, hai người đi vào hoàn toàn là giày vò, loại đau khổ này hai người để cả một đời đều không muốn tới địa phương quỷ quái này. Mỗi lần đi vào liền giống bị một vạn con kiến tộc không ngừng gặm ăn cốt nhục, đây là hai người ý chí lực kiên định, đổi lại những người khác đánh chết cũng không dám tiến vào. Ở bên trong chuyển hai nén hương thời gian, hai người mặt mũi tràn đầy thống khổ bắn ra, trên người trên mặt làn da đều bị hủ thực, rất nhiều trên da chảy nùng huyết, nhìn thấy bạch cốt, vô cùng thê thảm. Hưu, lúc này nơi xa một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh hóa thành lưu quang cấp tốc tới gần, hai người thần thức quét qua, lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Phụ thân, các loại chờ lưu quang tới gần, hai người khom mình hành lễ, người tới rừng ở giữa không trung, lưng gù giống lạc đà, hắn che lấp con người nhìn lướt qua hai người, nhìn thấy hai người thảm không nỡ nhìn bộ dáng, trong con người tức giận càng đậm mấy phần, quát khẽ nói còn không có tìm tới. Phụ thân, là chúng ta không dùng, đao nộ vẻ mặt cầu xin lần nữa khom người, đao nô trùng điệp hừ một cái, thân thể bay thẳng bắn vào độc ma tử địa. Đao nộ cùng đao lãnh hai người vốn định đuổi theo, nhưng cân nhắc đến trên thân hai người thương thế, nếu không chữa thương trở ra sợ là muốn không ra được, chỉ có thể cắn răng ngồi xếp bằng chữa thương. Các loại chờ hai người chữa thương gần nửa canh giờ, đao nô bay ra, hắn đồng dạng toàn thân làn da đều bị hủ thực, một gương mặt mo bên trên tựa như bị hỏa diễm đốt qua, đều là bong bóng, thấy đao nộ cùng đao lãnh đau lòng hổ thẹn không thôi. phổ thân, người vẫn là ở bên ngoài nghỉ ngơi đi, chúng ta đi vào là được. Đao lãnh liên thanh mở miệng nói, đao nô lại lắc đầu cắn răng nói, không cần, chủ người lập tức liền muốn tới, dùng chủ nhân thần thức nhẹ nhõm có thể dò xét toàn bộ độc ma tử địa, giang giật giống như tiềm phục tại bên trong tuyệt đối có thể phát hiện. Đao nộ đao lãnh nội tâm vui mừng, vội vàng không để ý tới chữa thương, đứng lên đứng tại đao nô sau lưng, chờ đợi thanh đế đến. Qua một nén nhang về sau, một tia thanh phong bay tới, tiếp lấy thanh đế thân ảnh ngưng ba người trước người, đao nô một mực chịu lấy không có chữa thương, đoán chừng cũng là nghĩ để thanh đế xem hắn hình dạng. Hừ, thanh đế quét ba người một chút, nhàn nhạt hư một cái, thân thể hướng độc ma tử địa bên trong lướt tới, hắn ở bên trong dạo qua một vòng, vẻn vẹn nửa nén hương tựu ra. Vừa ra tới đều không có dừng lại trực tiếp hướng nơi xa phiêu khởi, để lại một câu nói, đi nơi khác tìm, nơi này. Không có, không có, đao nộ cùng đao lãnh liếc nhau, hai người có chút trợn tròn mắt, cũng luống cuống, hai người sợ hãi quỳ xuống quát khẽ nói, thuộc hạ có tội, mời Thanh Đế trách phạt. Tìm không thấy giang giật, các ngươi đều khác đừng trở về. Thanh Đế để lại một câu nói biến mất ở phương xa, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lời nói nội dung lại biểu lộ hắn nổi giận. Hắn vạn lý xa xôi chạy tới, kết quả lại là không vui một trận, độc ma tử địa bên trong không có cái gì, hắn thần thức có thể nhẹ nhõm xuyên thấu độc vụ, 10 phần xác định giang giật không có tiềm phục tại bên trong. Hắn tự nhiên phát hiện cái kia vực sâu, nhưng dưới vực sâu là không gian vòng xoáy. Giang giật trừ phi không muốn sống, nếu không tuyệt đối không dám nhảy xuống vòng xoáy. Hắn nếu muốn nhảy vào không gian vòng xoáy, cái này trong hư không còn nhiều, cũng không cần cố ý chạy tới độc ma tử địa nhảy. Thanh đế trở về, đao nô ba người bắt đầu điên cuồng tại phương viên ức vạn lý tìm, mấy ngàn vạn thanh đế quân liên tục không ngừng triệu tập tới, đem phương viên ức vạn lý lật ra mấy lần. Nhưng truyền về tin tức, một mực là không có, không có, không có. Đao nô ba người bắt đầu ngồi tại một chiếc hỗn độn thần chu thượng đẳng tin tức, đến đằng sau đao nộ cùng đao lãnh cũng không dám ngồi tự mình ra ngoài tìm tòi. Bởi vì hai người cảm giác đao nô thời khắc đều có phát cuồng cực hạn, hai người sợ đao nô dưới cơn nóng giận đem hai người cho thu thập. 10 canh giờ, 50 cái canh giờ, một ngày, hai ngày, 3 ngày. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, thời gian càng lâu đao ra mặt hội càng sưng, thanh đế mặt cũng càng sưng. Thanh đế thành nội còn một mảnh hỗn độn, những cái kia chết đi thi thể đều bày ra trên quảng trường, chờ lấy đem giang giật bắt trở lại tế điện bọn hắn đâu. Cuồng đế quân viêm đế quân các loại chờ đại quân rốt cuộc rút lui, cửu dương quân đã sớm rút về đi, ngụy Thiên Vương khi biết giang giật tại thanh đế thành mở ra sát giới về sau, không dám tiếp tục giúp giang giật. Dù sao việc này giang giật huyên náo quá lớn, hắn chỉ có hy vọng giang giật cát nhân thiên tướng, lại không nghĩ rằng thanh đế quân cùng nhiều như vậy đại quân tìm mấy ngày, vẫn là không có tìm tới giang giật. Năm ngày, mười ngày, nửa tháng, thanh đế hạ lệnh, để thanh đế quân hồi trở lại doanh, đao nô bọn người chỉ có mặt mũi tràn đầy đắng chát mang binh trở về. Tìm nửa tháng cũng không tìm tới giang giật, vậy chỉ có thể chứng minh lần này truy sát triệt để thất bại. Bài, đường đường thanh đế, cuồng đế, viêm đế đều xuất động, thanh đế quân cuồng đế quân viêm đế quân, các gia tộc quân đội cộng lại hơn trăm triệu đại quân, nhân tộc hơn phân nửa cường giả cùng quân đội, chỉ vì truy sát một người, kết cục lại là thất bại. Đây là một cái phi thường hoang đường sự thật nhưng sự thật liền là sự thật, không có cách nào cải biến. Thanh đế quân rút về tuyên cáo truy sát sau khi thất bại, toàn bộ thiên giới một mảnh xôn xao, giang giật im ắng đánh toàn bộ thiên hạ đại bộ phận gia tộc cường giả một cái cái tát vang dội. Một người giết tới thanh đế phong, huyết tẩy thanh đế thành, nhục mã thanh đế, cuối cùng thành công ở trên ức đại quân đuổi bắt hạ thoát đi, liền thanh đế đều không thể không thừa nhận tìm không thấy hắn. Hoạt thiên hạ cười chê, đây là mấy ngàn năm qua, nhất chấn động lòng người một sự kiện, gần với diệt ma đại đế chiến tử. Giang giật một cái nho nhỏ vạn tượng tiểu giới phi thăng giả, lại làm cho ức vạn thiên giới cường giả mất hết mặt, đây là cỡ nào mỉa mai sự thật a. À? Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng Giang giật có thể đã chết, tỷ như rơi vào không gian vòng xoáy bên trong, lại tỉ như tại độc ma tử địa bên trong bị ăn mòn đến xương cốt đều không thừa, hay là bị minh tộc đánh chết loại hình. Mặc dù tin tức này phi thường hoang đường buồn cười, nhưng tin tức rất nhanh lưu truyền, rất tự nhiên bị thiên giới tiếp nhận, lời đồn càng truyền càng liệt cuối cùng nghe đồn giang giật trăm phần trăm chết rồi. Thiên giới cần một tầng tấm màn che, nhân tộc vĩnh viễn thích lừa mình dối người, mặt mũi lớn hơn hết thảy. Bất quá những đại nhân vật kia cũng không dám nói như vậy, vạn nhất giang giật đột nhiên xuất hiện, đây không phải là tự mình đánh mình cái tát sao. Giang giật còn có thể trở về sao, ai cũng không biết, chương 1728, hảo hảo bá đạo đến. Choáng, đây là giang giật duy nhất cảm giác, liền giống bị hút vào một cái trong biển vòng xoáy khổng lồ, giang giật ở bên trong xoay tròn không ngừng cũng không biết chuyển bao lâu chuyển bao nhiêu giới hắn choáng đến đầu choáng váng hoa mắt căn bản không phân rõ đến đâu rồi bất quá tại thân thể muốn lúc rơi xuống đất hắn vẫn là trước tiên vận dụng linh nguyễn thuật đem chính mình biến thành hắc thần dáng vẻ trên thân mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt yêu khí hắn không biết mình yêu khí có thể hay không bị nhìn thấu hắn giờ phút này căn bản là không có cách mở to mắt chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh oanh thân thể của hắn trùng điệp nhập vào mặt đất nện đứt một viên thương thiên đại thụ, cũng đem phụ cận một đám cấp thấp yêu tộc dọa cho đến bốn phía chạy trốn. Giang giật trên người yêu khí không tính trọng, nhưng đối với cấp thấp yêu tộc tới nói vẫn là rất mạnh. Cấp thấp yêu tộc đối với cường đại yêu tộc có bản năng e ngại, tự nhiên không dám tới gần. Muốn thanh tỉnh, nhanh lên tỉnh táo lại. Giang giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nơi này quá nguy hiểm, một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được, sở dĩ hắn nhất định phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn chật vật ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên lực, không bằng hắn không dám vận chuyển quá nhiều, sợ khí tức quá cưỡng chế chế yêu khí. Đáng tiếc đầu quá choáng, hắn ngồi hai lần đều ngã trên mặt đất, qua mười hơi thời gian sau hắn rốt cục có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nghỉ ngơi một nén nhang sau linh hồn hắn bên trong cảm giác hôn mê yếu bớt, thần trí của hắn trước tiên hướng bốn phía tìm kiếm. Đây là một tòa sơn mạch, một tòa thâm sơn lão lâm, bốn phía yêu tộc rất nhiều, yêu vương đều không phải số ít. Ngay tại giang giật thần thức chuẩn bị hướng bốn phía quét tới thời điểm, nơi xa một đạo trùng thiên khói đen tràn ngập mà lên nhanh chóng nhẹ